2 tuần nữa là kỷ niệm 2 năm đến với UST. Kỷ niệm 24 tháng. Xin chào chị Nguyễn Tuyết. Chúc mừng chị Nguyễn Tuyết là thành viên đầu tiên. Vui quá. Chuẩn bị em tham gia UST được gần 2 năm rồi đấy chị Nguyễn Tuyết ạ. Không biết chị Nguyễn Tuyết được mấy năm rồi. Chị Nguyễn Tuyết là quê ở đâu nhỉ? Nhiều người quá rồi không nhớ mọi người quê ở đâu đâu. Cứ hỏi vậy thôi chứ cứ lâu lắm ấy, thỉnh thoảng mới nhớ được người. Đấy. Có hai người mà mới hiện được con tên, nào mới nhìn thấy có cái hình đại diện mới nhận ra này. Vì chắc Facebook của em nó bị bóp tương tác quá cho nên là nó mới hiện tên lên. Chúc cho chị Nguyễn Tuyết sớm được nhiều chục triệu cổ phần nhá. Cảm ơn bạn bạn Bi nhỉ, bạn Bi hay bạn TT nhỉ, có cái hiện cái nickname lên nhưng mà chưa có hiện tên cho nên là không biết ai để chào. Khổ thật, đông người quá cho nên là không biết ai, nhiều người không biết quê ở đâu nữa, cứ hỏi xong là hỏi hôm trước xong là quên. Đúng rồi, Nguyễn Bi đúng không? Em chào anh và cảm ơn Nguyễn Bi nhá. Nguyễn Bi quê ở đâu nhỉ? Sở hữu được nhiều chục triệu cổ phần chưa? Cố gắng lên nhá. Quyết tâm lên nhá. Làm một lần nghiêm túc trong đời. Cố gắng hết sức làm một lần nghiêm túc trong đời. Đấy. Chả mấy khi cả cuộc đời mình mới có cơ hội để mà cố gắng. Cho nên là hãy cố gắng tập trung 100%, 150%, 200% càng tốt. Cảm ơn Nguyễn Bi nha. Em hâm mộ anh lắm. Ôi giời ơi, tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Bi nha. Hâm mộ anh hay không mà hâm mộ anh cũng bình thường thôi. Nhưng mà cố gắng là phải hâm thật nhiều cổ phần vào nha. Hâm thật nhiều chục triệu cổ phần vào nha. Trương Khang, chào anh Lai Tỷ Phú. Cảm ơn Trương Khang, cảm ơn chị Lê Hậu, chào em. Cảm ơn bạn Nguyễn Hải. Cảm ơn chị Trần Nguyễn. Chào anh Lai Tỷ Phú nhé. Cảm ơn em Trần Nguyên. Hình như ở trong UST này toàn là phụ nữ không ạ? Toàn phụ nữ. Đấy, 10 người thì chắc phải đến 8 người, 7 người là phụ nữ. Nhưng mà được cái thế là cũng phúc rồi, thế là cũng tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Phụ nữ là tay hòm chìa khóa, cho nên là đến với UST rất là đông. Chúc mừng cho tất cả các chị em phụ nữ, các chị, các cô, các dì, các bà, các bác, nữ. Rất là may mắn, rất là giỏi. Và đàn ông thì có vẻ là ít hơn ở trong cộng đồng UST này, đàn ông có vẻ ít hơn đấy mọi người. Đấy, hình như là phụ nữ bây giờ Việt Nam là thế kỷ 21 này là phụ nữ vùng lên rồi, mạnh quá rồi. Chúc mừng cho tất cả các anh chị em cô chú nhá. Tối hôm nay thì em Lai có một vị khách đặc biệt, nữ. Đấy, nữ. Nhưng mà không biết là em ấy có nhớ được livestream tối hôm nay không? Sáng nay thì hai anh em có hẹn nhau rồi. Là 19 giờ tối hôm nay thì lên livestream. Đấy, 19 giờ tối hôm nay lên livestream, hai anh em cùng livestream. Thế nhưng mà giờ này thì chưa thấy đâu, 7 giờ hơn rồi mà chưa thấy đâu. Cảm ơn anh Cấn Xuân Tố nhá, một anh người anh cùng họ nhá. Đàm Tuyến, chào chú Lai Loa Phường UST nhé. Cảm ơn anh Đàm Tuyến nhá. Cảm ơn bạn Nguyên Lê, cảm ơn chị Nguyễn Hòa. Anh Cấn Xuân Tố này chắc là chưa có cổ phần UST này, em đoán vậy. Cùng họ thôi nhưng mà em đoán là chưa có cổ phần đâu. Chúc cho anh nếu như chưa có cổ phần thì ngày mai ngày mốt gì tranh thủ đi. Còn 2 ngày 3 ngày đấy khuyến mãi Happy New Year đấy, cơ hội làm giàu 1 năm có 1. Đấy, đăng ký xong thì mai mốt tìm hiểu sau cũng được. Đấy. Cảm ơn chị Trương Lan, chị chào em Lai UST đồng sở hữu. Cảm ơn chị Trương Lan nhá. Chào bạn Lai Tỷ Phú Lai, cảm ơn bạn Nguyên Lê, cảm ơn em Ngô Thị Ngọc. Chị chào em Lai Tỷ Phú, cảm ơn chị Nguyễn Hòa. Vui thế, Việt Nam hàng trăm nghìn triệu phú đô la. Hàng trăm nghìn triệu phú đô la, còn tỷ phú đô la thì chưa biết, nhưng mà triệu phú đô la thì là rất là nhiều rồi đấy. Chúc mừng cho 100 triệu dân người Việt Nam. Rất là tuyệt vời. Còn nếu ai chưa có 1 triệu cổ phần thì hãy làm sao cố gắng nhá. Em tin chắc chắn là sẽ trong số đông, trong số mấy trăm nghìn người Việt Nam ấy, thì không phải là được 70-80% là có 1 triệu cổ phần đâu. Đấy, cho nên là những ai mà chưa được 1 triệu cổ phần là phải cố gắng nhá, cố gắng hết sức nhá. Cảm ơn bạn Bún Đậu nhá. Bún Đậu đợt này làm ăn kinh doanh tốt không? Chúc cho bạn
mua may bán đắt nhá, kinh doanh phát tài phát lộc nhá, để có nhiều tiền để gom nhiều cổ phần nhá. Sở hữu nhiều càng tốt nhá. Sở hữu cho gia đình này, cho bà con dòng họ này, cho người thân này và cho cả người dân quê hương Việt Nam chúng ta nữa. Đấy. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Có rất nhiều những triệu phú đô la UST Việt Nam. Đấy. Có rất nhiều những triệu phú UST Việt Nam đến với UST, mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau, điều kiện gia đình khác nhau. Đấy, cuộc sống công việc khác nhau. Nhưng được cái là có chung một cái đích đến, đó là làm nhà đầu tư. Đấy, làm nhà đầu tư. Làm ông chủ, làm bà chủ. Có tư duy làm chủ. Đấy. Em chào anh Lai Loa Phường năng lượng nhé. Cảm ơn em Cao Viện nhá. Tuyệt vời, cảm ơn em, chúc Cao Viện và gia đình luôn bình an mạnh khỏe nhá. Và trong năm 2024 này sẽ sở hữu được nhiều triệu cổ phần nhá. Tuyệt vời, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Nếu mà ai muốn lên đây giao lưu với em Lai thì mọi người cứ lên nhá. Cứ bấm vào tham gia cùng với em Lai cho vui. Chúng ta là một gia đình. Đấy, không anh em bà con họ dòng họ gì. Nhưng mà chúng ta vẫn chung một tập đoàn. Đấy, chúng ta là đồng nghiệp. Đấy, đồng đội của nhau. Cho nên là chúng ta hãy bảo vệ yêu thương nhau nhá. Mong cho nhau giàu có, giúp đỡ nhau giàu có. Đấy, được không ạ? Tuyệt vời. Đấy, quá tuyệt vời. Mọi người thử nghĩ mà xem. Để có được một cái cơ hội tốt như là tham gia vào tập đoàn UST này này, thì hiếm lắm. Cực kỳ hiếm luôn, siêu hiếm luôn. Đấy, mọi người thử nghĩ mà xem, 10 năm qua, 20 năm qua đấy, ở đất nước Việt Nam chúng ta có biết bao nhiêu là những cái doanh nghiệp, những cái công ty, những cái tập đoàn ma với lại lừa đảo ở Việt Nam, người dân Việt Nam chúng ta mất rất nhiều tiền. Đấy. Cảm ơn Maria Đạt nha, cảm ơn bạn em Phạm Thị Thu nha, chúc Phạm Thị Thu sở hữu được nhiều triệu cổ phần nha. Cảm ơn Nguyễn Thảo, em chào anh Lai năng lượng ạ. Cảm ơn em Nguyễn Thảo nha. Hello anh và cả nhà UST, cảm ơn em Phạm Thị Thu. Cảm ơn Nguyễn Bằng. Chào Loa Phường tỷ phú đô la, cảm ơn chị Vinh Chi nhá. Cảm ơn Cao Viện, cảm ơn Lý Trang. Mỗi người mà sở hữu được 1 triệu cổ phần đấy mọi người ạ. Mỗi người mà sở hữu được 1 triệu cổ phần đấy là chúng ta vào top 1% giàu có nhất thế giới. 1% giàu có nhất thế giới. Mọi người thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu như ở Việt Nam chúng ta mà ai có tài sản khoảng 10 tỷ, 5 tỷ, 20 tỷ là thấy khủng khiếp lắm rồi. Đúng không ạ? Đấy, nếu như ở Việt Nam mà ai có tài sản, ví dụ như là một căn nhà, hai miếng đất với lại cái ô tô với lại ít tiền gửi ngân hàng loanh quanh, tổng tài sản khoảng từ 10 đến 20 tỷ là thấy là khủng khiếp lắm rồi. Đúng không ạ? Tất nhiên là cũng có những người có hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, thậm chí là hàng nghìn tỷ. Nhưng mà cái người mà có hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ thì nó ít lắm đúng không ạ? Rất là ít. Đấy. Mình ở tính cái mức chung của cái đất nước Việt Nam chúng ta thôi đúng không ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Trinh nha, cảm ơn Thiện Hóa. Và em Lai thì em Lai tin là nếu như chúng ta có cổ phần UST trong tay á thì chúng ta sẽ vào nhóm 1%. 1% giàu có nhất thế giới. Đấy, nhất thế giới. Mọi người nghĩ thử xem nhá, xem có đúng không nhá. Trên thế giới này có hơn 8 tỷ người thì theo cái số liệu thống kê của thế giới luôn. Tính đến năm 2023 thì cả thế giới này rơi vào khoảng 66 triệu người có tài sản lớn hơn 1 triệu đô la Mỹ. Đấy, em xin nhắc lại nhá. Tính đến năm 2023 thì cả thế giới này hơn 8 tỷ người có đâu đó khoảng 66 triệu người có tổng tài sản lớn hơn 1 triệu đô la Mỹ, tức là lớn hơn khoảng 25 tỷ. Đấy, tổng tài sản nhá. Thế nhưng mà cả thế giới này có hơn 8 tỷ cơ mà. Đấy mọi người ạ. Cảm ơn em Trần Thanh Bình nhá. Anh Lai mặc đồ đỏ đẹp trai quá. Chào cả nhà UST. Cảm ơn Đoàn Lo nhá. Cảm ơn Phạm Huy. Thực tế mà cứ có cổ phần này thì kể cả có là thị nở thì cũng đẹp nữa. Chí phèo nó cũng đẹp nữa em ạ. Cứ có nhiều cổ phần vào mà xem tự nhiên người nó đẹp. Có cổ phần là tự nhiên người nó đẹp. Tự nhiên là mình cảm thấy tự tin. Đấy. Cứ có thử mà xem vài trăm nghìn cổ phần thôi là thấy tự tin rồi đấy. Cứ thử có khoảng từ 300 nghìn, 200 nghìn cổ phần là thấy tự tin rồi đấy. 100 nghìn cũng tự tin nữa. 100 nghìn cũng tự tin nữa nhá mọi người nhá. Tức là gì ạ? Lên sàn 10 đô thôi. Lên sàn 10 đô thôi. Vẫn vào top 1% giàu có nhất thế giới. Đấy. Lên sàn có 10 đô là vào nhóm 1% giàu có nhất thế giới ngay.
À, cảm ơn Huyền Trang. Cảm ơn chị Ngô Tính. Ngô Tính nhỉ. Cảm ơn chị Ngô Tính nhá. À, 100.000 cổ phần mà lên sàn 20 đô thì có 2 triệu đô. 100.000 cổ phần UST mà lên sàn 50 đô thì có 5 triệu đô. Đúng không ạ? Vậy thì câu chuyện ở đây là chỉ những người khó khăn lắm. Khó khăn, quá khó khăn đấy. Đấy, cảm ơn em Khanh nha. Cảm ơn em Bảo Anh nha. Những người khó khăn lắm á. Đấy thì mới không lo cho mình được 100.000-200.000 cổ phần. Đấy mọi người ạ. Vì sao? Vì chúng ta còn thời gian là thứ nhất. Vì sao? Vì chúng ta đang có gói khuyến mãi Happy New Year chiết khấu 180 rất là rẻ. 1.000 đô được 80.000 cổ phần. 1.000 đô được trả góp 5 tháng. Đúng không ạ? 1.000 đô được trả góp 5 tháng. Nếu chúng ta không có tiền để mà trả góp một tháng là 200 đô thì chúng ta có thể là đầu tư cái gói 500 đô trả góp mỗi tháng 2 triệu rưỡi. Thì chúng ta cũng có thể là có được 40.000 cổ phần. Đúng không ạ? Đấy, có 40.000 cổ phần nếu như lên sàn 10 đô thì chúng ta có 400.000 đô, còn lên sàn 5 đô thì 5 đô thì 400.000 chia đôi ra thì chúng ta có 200.000 đô, 200.000 đô thì cũng tương ứng với lại 5 tỷ Việt Nam đồng. Đấy, cảm ơn Loan Hoa Liệu. Loan Hoa Liệu. À, cảm ơn Huyền Trang. Đó. À, và chúng ta gì ạ? Nếu chúng ta lại không góp được cái gói 500 đô ấy, thì chúng ta cố gắng để góp được gói 250 đô, mỗi tháng 1 triệu 2. Mỗi tháng 1 triệu 2. Em lại biết rằng 3 năm qua suy thoái kinh tế toàn cầu. Đấy, vỡ nợ phá sản hàng loạt trên toàn thế giới. Nhiều gia đình khó khăn, nhiều người mất công ăn việc làm, nhiều người vỡ nợ phá sản trong giờ này còn đang khó khăn, thậm chí là khó khăn luôn cả miếng ăn luôn. Đúng không ạ? Nhưng chúc mừng cho tất cả những ai trong lúc này mà chúng ta đang gặp khó khăn mà chúng ta biết đến UST. Đó. Chúc mừng cho tất cả những ai lúc này mình cảm thấy là bế tắc trong mảng là công việc, bế tắc trong mảng tài chính, bế tắc trong mảng tiền, thì UST là cơ hội tốt nhất cho mọi người để mọi người có thể là nhanh chóng nắm bắt và khởi nghiệp làm giàu cùng với UST. Đấy mọi người ạ. Cảm ơn em Nguyễn Triều Tiên nhá. Cảm ơn Bằng Lăng. Cảm ơn anh Hoàng Đen nhá. Cảm ơn Chiên Phúc. Và cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình đã vào nghe livestream của em live. Em chúc mừng cho tất cả những ai mà tại thời điểm này chúng ta đang khó khăn về công việc, đang khó khăn về tài chính, tiền bạc. Đấy. Mà biết đến UST tại thời điểm này thì chúc mừng cho tất cả anh chị em của chú mình nhé. Đấy, vì sao như thế? Vì sao như thế? Vì anh chị em của chú mình làm công việc gì thì đích đến cuối cùng vẫn là đi kiếm tiền. Đấy. Bác sĩ cũng đi kiếm tiền, y tá cũng đi kiếm tiền, xe ôm cũng đi kiếm tiền, công nhân khu công nghiệp cũng đi kiếm tiền, đi xuất khẩu lao động cũng đi kiếm tiền, giáo viên cũng kiếm tiền, tóm lại là nghề ngành gì cứ sáng mà ra mở cửa ra đi làm là cũng là đi kiếm tiền, đúng chưa? Đấy, và cũng nhiều lần em chia sẻ với mọi người rồi, em là phải nói ngắn gọn vì có những người vào xem mấy phút là đi ra, thì em nói ngắn gọn luôn. Trung bình một người dân Việt Nam chúng ta bỏ ra khoảng 40 năm đi làm thì chúng ta sẽ có tài sản khoảng 5 tỷ. 40 năm chúng ta đi làm thì sẽ có khoảng 5 tỷ. Vậy tại sao chúng ta không làm nghiêm túc với UST này một năm để chúng ta có 5 tỷ? Một năm chúng ta làm UST, kể cả là người phụ hồ cũng có tài sản 5 tỷ nữa. Kể cả là anh chạy xe ôm anh cũng có tài sản 5 tỷ nữa. Kể cả là những người làm công việc là phổ thông, lao động tự do, những người nông dân, mọi người cũng có tài sản 5 tỷ. Đúng chưa? Kể cả những người ngày hôm nay không có một xu nào trong túi vẫn có thể làm được điều đó. Em lấy ví dụ như thế này nhá, xem có đúng không nhá. Ví dụ ngày hôm nay ai đó trong người không có tiền, nhưng đây là cơ hội tốt. Mình thấy đây là cơ hội tốt. Được chưa? Họp họ, họp bạn bè lại, họp anh em lại, xin 5 người, mỗi người 500. Đấy, bảo giờ anh khó khăn quá, 5 chú cho anh, mỗi chú 500 để anh khởi nghiệp. Được chưa? 5 người được 2 triệu rưỡi, kích hoạt gói 500 đô trả góp tháng đầu tiên. Đấy, được chưa? Xong ngày mai đi ra ngoài kia kiếm việc làm, ra chạy xe ôm, đi bốc vác, đi xách hồ, tóm lại là làm cái gì được, miễn là lương thiện, đừng có trộm cắp là được, để có tiền. Được chưa? Và chúng ta khổ nhiều đời rồi, đời bố chúng ta khổ rồi, ông chúng ta khổ rồi,
cụ chúng ta khổ rồi, chúng ta khổ thêm một tí nữa thôi, khổ thêm khoảng một năm, năm 2024 này nữa thôi, chúng ta sẽ có cả cuộc đời sung sướng, chúng ta sẽ có cả cuộc đời của con cháu chúng ta sung sướng, được chưa? Đấy, chỉ đơn giản có như thế thôi. Đấy, cảm ơn chị Huyền Huyền nhá. À, cảm ơn chị Đặng Dung nhá, 1 triệu cổ phần đang thấy ít, cố gom thêm, tuyệt vời. Cảm ơn chị Đặng Dung. Chúc cho chị Đặng Dung sẽ sở hữu được hơn 5 triệu cổ phần UST nhá. Cảm ơn Thiên Lê. À, bác nói chỉ có đúng thôi. Cảm ơn Thiên Lê nhá. Cảm ơn Phạm Hằng. Thế bạn đã giàu chưa? Ôi, cảm ơn Phạm Hằng, câu hỏi rất là tuyệt vời. Mình giàu rồi bạn nhá. Cảm ơn cái bình luận rất là hay. Cảm ơn bạn Phạm Hằng nhá. Mình giàu rồi, bạn đã giàu ngay từ thời điểm mà mình biết đến UST chỉ có 45 ngày thôi là mình đã có hơn 1 triệu cổ phần rồi. Hơn 1 triệu cổ phần là mình đã có tài sản lớn hơn 24 tỷ Việt Nam đồng rồi. Cảm ơn cái bình luận rất là hay nhá của bạn Phạm Trang nhá, Phạm Hằng nhá. Cảm ơn chị Huyền Huyền. À, chào em trai nhé. Cảm ơn chị Huyền Huyền, cảm ơn Nguyễn Thắng. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Đấy, em xin chia sẻ luôn cho mọi người nhá. Nếu như ai đó ngày hôm nay mà biết đến UST mà mình đang gặp khó khăn thì em chúc mừng. Tại sao? Vì nếu như đằng nào mình cũng phải làm việc, mình không làm việc này cũng phải làm việc khác. Được chưa? Một cơ hội với UST này quá tuyệt vời mà mọi người không làm giàu được thì rất là đáng tiếc. Tại sao thế ạ? Vì chỉ cần một cái điện thoại cùi bắp thôi, chúng ta ngồi ở đâu chúng ta cũng có thể làm việc được. Chúng ta có thể ngồi ở nhà, nếu như chúng ta không có tiền để uống cà phê, ngồi chính ở nhà nhà mình cũng có thể làm việc được, cũng có thể làm giàu được. Đấy là điều rất là tuyệt vời. Được chưa? Đâu cần phải ra quán cà phê đâu, đâu cần phải chạy đi đâu đi kia đâu, đâu cần phải ô tô để chạy ngược chạy xuôi, xe máy chạy ngược chạy xuôi đâu, không cần. Ngồi chính ở nhà nhà mình á, được chưa? Làm video phát trực tiếp giống em Lai này, lên TikTok chia sẻ giống như em Triều Tiên kìa. Chúng ta ngồi ở nhà kết nối 64 tỉnh, chúng ta ngồi ở nhà kết nối toàn cầu. Xin thưa với mọi người, chỉ sợ không có sức mà làm. Được chưa? Đấy, ai mà chả cần tiền, ai mà chả cần cơ hội, ai mà chả cần việc làm, đúng không ạ? Nhưng mà 100 triệu dân thì mấy người biết đến UST? 8 năm nay mới được có khoảng chưa được 500.000 người. Thế thì còn bao nhiêu nữa? 100 triệu mà trừ đi 500.000 người thì còn bao nhiêu người? Còn đâu đó khoảng 99 triệu 500.000 người nữa. Đúng chưa? Thế 99 triệu 500 nghìn người kia có cần cơ hội không? Có cần tiền không? Có cần việc làm không? Có cần nguồn thu nhập thụ động không? Cần chứ? Cần, rất cần. 8 tỷ người ngoài kia có cần không? Cần. Chẳng qua là người ta chưa biết thôi. Được chưa? Và có rất nhiều người biết. Đấy, chỗ này em phải nói chậm này. Có rất nhiều người biết nhưng mà bị đánh rơi mất cơ hội. Người thân ngăn cản này, bố mẹ ngăn cản này, con cái ngăn cản này, anh em ngăn cản này, bạn bè ngăn cản này, hàng xóm ngăn cản này, tivi đài báo ngăn cản này. Được chưa? Đấy, không phải câu chuyện đơn giản đâu. Kể cả em Lai này tham gia vào đây, nhà em một 10 người nhưng mà đâu đó chỉ có khoảng 2 người đồng ý thôi, còn 8 người là không không đồng ý đâu. Được chưa? À, cảm ơn Trà My nhá. Riêng UST biết ngay giàu rồi. Riêng UST biết ngay giàu rồi. À, cảm ơn Trà My nhá. Cảm ơn anh Hà Khoa. À, một cơ hội, à, lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, chỉ có UST thôi. À, cảm ơn em Nguyễn Triều Tiên nha, tuyệt vời, quá tuyệt vời đúng không ạ? UST này chúng ta làm giàu mà chúng ta còn được hưởng tiếng thơm cả đời nữa đấy. Con cháu chúng ta cũng được hưởng tiếng thơm cả đời. Chúng ta đang xây dựng một cái tập đoàn khổng lồ lớn nhất thế kỷ 21 để làm cái gì? Để giải cứu hành tinh này. Giải cứu, hành tinh này nó bị thế nào mà phải giải cứu? Hành tinh này nó có quá nhiều vấn đề. Nó có vấn đề nào thì ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Đúng chưa? Hành tinh này nó gặp vấn đề gì nữa? Hành tinh này nó gặp vấn đề là tai nạn giao thông ở trên toàn cầu. Trung bình một năm hy sinh mất 1 triệu 400 nghìn con người. 10 năm 14 triệu người. 100 năm 140 triệu người. Thế thì nghìn năm nó sẽ hy sinh mất bao nhiêu? Được chưa? 100 năm lấy sinh mất 140 triệu người, trong cái đó dân tộc Việt Nam chúng ta, tổng cả đất nước chúng ta chỉ được có 100 triệu người. Thế để biết là cái tỷ lệ người mà bị tai nạn giao thông á, hy sinh là rất là nhiều. Chưa kể đến cái tỷ lệ người mà bị gọi là gì ạ? Ảnh hưởng do tai nạn giao thông, do gãy tay, gãy chân, rồi chấn thương sọ não, rồi bể lá lách, bể phổi, kính thưa các kiểu á. Nó gấp 3-4 lần cái tỷ lệ người mà
bị hy sinh. Thế thì mọi người mới thấy là cái hành tinh này nó gặp vấn đề quá vấn đề, đúng không ạ? Đấy. À, nhiều người biết như sợ mất. À, cảm ơn Hồ Anh. À, cứ chia sẻ người cùng tần số sẽ tìm đến thôi bác. À, cảm ơn Tiên Lê, tuyệt vời. Chào cháu Trung Lai tỷ phú UST, chúc ngày mới tràn đầy năng lượng. Cảm ơn cô Trần Hằng. À, cảm ơn Phương Thảo. Xin chào tỷ phú UST. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình đã vào livestream của Loa Phường. Xin chia sẻ với tất cả các anh chị em của chúng mình thế này. Em live tham gia vào là tính giờ là gần 2 năm rồi đấy. Tính đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2024 thì là tròn 2 năm. Đấy, cho nên chuẩn bị đến sinh nhật. Chuẩn bị sinh nhật 24 tháng, 2 tuổi của kênh Loa Phường TV. Đấy, rất là vui, rất là vui, rất là vui, hạnh phúc. Đấy, rất là vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng với tập đoàn VT là thứ nhất. Thứ hai là cộng đồng người Việt Nam chúng ta quá tuyệt vời. 63, 64 tỉnh này, 53 dân tộc này, người Việt Nam của chúng ta ở mọi miền tổ quốc này, người Việt Nam chúng ta đang sinh sống ở nước ngoài này. Đấy, đúng không ạ? Có quá nhiều tầng lớp xã hội ở trong này. Đấy, quá là vui, đúng không ạ? Và với 8 năm qua thì cộng đồng VT Việt Nam chúng ta làm được rất là nhiều việc, mọi người ạ. Em xin chia sẻ vì có những người chưa biết đâu. À, cảm ơn anh Nguyễn Văn Hoan nhá. Số lượng tiền của nhà đầu tư Việt Nam chúng ta, mọi người. Số lượng tiền của nhà đầu tư Việt Nam chúng ta đầu tư góp vốn vào tập đoàn này là trên 50% đấy mọi người ạ. Khủng khiếp không ạ? Trên 50% đấy, em bật mí cho mọi người biết nhá. Trên 50% tức là cái công ty mà cái tập đoàn mà hơn 400 tỷ đô này, đúng không ạ? Mang ra có 147 tỷ cổ phần đi. Đấy, thì Việt Nam chúng ta là đang nắm giữ trên 50% của một nửa 147. 147 chia đôi ra thì nó có đâu đó nó khoảng là bao nhiêu? 140 thì nó là 70, nó là 70 mấy tỷ cổ phần, đúng không ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Thị Tân, cảm ơn bạn Bùi Thị Xoan. Chào anh Loa Phường, cảm ơn Nguyễn Trinh. Chào bạn Lai cùng gia đình UST buổi tối tràn đầy năng lượng. Cảm ơn bạn Bùi Thị Xoan. Cảm ơn Julie Thoa. Có cả Việt Kiều Julie Thoa ở trong này nữa. Cảm ơn Julie Thoa nhá. Còn nhiều người chưa biết đâu ạ. Cảm ơn Nguyễn Thị Tân, cảm ơn chị Nguyễn Thị Tân. Đúng rồi, cảm ơn chị Nguyễn Thị Tân. Rất rất nhiều người chưa biết. Và cũng có rất nhiều người biết đến thì lại bị truyền thông, các kênh truyền thông của Việt Nam chúng ta phá mất, bay ra ngoài luôn. Bị người nhà, người thân ngăn cản luôn. Anh em, bà con, dòng họ ngăn cản luôn. Hàng xóm ngăn cản luôn. Tóm lại có rất nhiều người biết đến thì bị ngăn cản. Đấy mọi người ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Hoài Nam nhá. Cảm ơn chú Lê Quang Minh. Đó. Và em lại xin chia sẻ với mọi người như thế này nhá. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Không có người mới thì 400-500 nghìn nhà đầu tư vẫn ăn hết, vẫn gom hết. Người Việt Nam chúng ta không đầu tư góp vốn thì cả thế giới này người ta cũng nhảy vào. Cả thế giới này người ta nhảy vào từ năm 2014, 15, 16. Tính ra đến giờ là cả thế giới này nhảy vào 10 năm rồi. Được chưa? Và khoảng 3-4 năm trở lại đây, từ năm 2017, từ lúc mà một cái tỷ phú Dubai, người ta đầu tư là 25 triệu đô mua đứt giai đoạn 11, đúng không ạ? Từ lúc đó trở về đây thì thông tin là rất là nóng, cả thế giới quan tâm, cả thế giới tìm đến, đặc biệt là khách hàng chủ yếu là các chính phủ của các quốc gia, rồi các tập đoàn lớn, trong đó là có thể nổi trội, chúng ta có thể kể ra đó là tập đoàn lớn là như tỷ phú Elon Musk, là hãng xe điện Tesla, tập đoàn lớn đó là hãng xe Kamaz của Nga, đó, đấy là những cái tập đoàn lớn, những con cá to của thế giới. Đấy là những cái tin vui nổi trội, đúng không ạ? Và những cái con ngựa gì ạ, những cái quốc gia khổng lồ giống như là quốc vương Dubai. Quốc vương Dubai có thể nói là một ông trùm của 7 tiểu vương quốc Ả Rập, mọi người ạ. Đấy, thế thì anh chị em của chúng mình chịu khó quan tâm, chịu khó tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy được là tập đoàn VT này thành công là từ những năm 2017 cơ, chứ không phải đến giờ mới thành công đâu. Thành công từ năm 2017 các mọi người. Đó. Vẫn vui em nhỉ. Không sao, cảm ơn anh Nguyễn Hoài Nam. Cảm ơn Bảo Long 88 Vĩnh Phúc. Xin chào anh Lai cùng gia đình UST nhé. Cảm ơn Bảo Long nha. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chú mình. Chia sẻ tin vui thêm với anh chị em của chú mình là thế này. Ai biết đến UST trong thời điểm này thì chúng ta quá may mắn mọi người ạ. Chúng ta quá may mắn luôn, chứ không phải là may mắn nữa. Đấy, quá may mắn. Vì sao mà may mắn? Thứ nhất, rủi ro là từ những năm 2014, 15, 16.
Rủi ro là những lúc mà từ năm 2014, 15, 16, lúc ban đầu nó chưa có cái gì, lúc ban đầu nó chỉ có là quyền sở hữu trí tuệ, nó chỉ có là bản vẽ thôi, quyền sở hữu trí tuệ thôi, được định giá là hơn 400 tỷ đô đúng không ạ? Nhưng trải qua 10 năm, từ năm 2014 cho đến giờ đúng không ạ? Thì ngày xưa là chỉ có tờ giấy thôi, vài cái tờ giấy bản vẽ thôi, quyền sở hữu trí tuệ thôi. Nhưng còn bây giờ thì chúng ta là sản xuất được tàu dầu này, chúng ta sản xuất được ô tô này, sản xuất được máy bay này, sản xuất được mùn vi sinh này, và còn rất nhiều những sản phẩm khác nữa. Và tàu thì bây giờ chúng ta được thương mại thu tiền, sản phẩm thì chúng ta đã được bán, cụ thể là bán cho hãng xe Kamaz của Nga này, bán cho tỷ phú Elon Musk lắp vào xe Tesla của tỷ phú Elon Musk này, được chưa? Đấy là những cái mà có thể nói là những cái thông tin có thể chắc như đinh đóng cột. Đấy là chúng ta có thể tự tin là chúng ta chiến thắng. Đấy, được chưa? Và cũng chúc mừng cho tất cả các anh chị em cô chú nào kịp đăng ký cái gói mà chiết khấu Happy New Year, nó còn ngày thứ 2, thứ 3 nữa là nó hết rồi, đúng không ạ? Ngày hôm nay anh chị em cô chú mình có thể là góp vốn một cái gói 500 đô, góp trả góp một tháng là 100 đô, tương ứng với 2 triệu rưỡi, chúng ta còn được đối ứng bằng 40.000 cổ phần, tương ứng chúng ta được đối ứng bằng 1 tỷ Việt Nam đồng. Vì một cái cổ phần đó nó được định giá là 1 đô từ năm 2013, đúng chưa? Tại sao em lại luôn luôn nói những cái gói nhỏ ra để cho các anh chị em cô chú mình, chúng ta làm cái gì thì làm. Thằng Lai có nói hay thế nào thì nói hay, thì mọi người trước khi tham gia, mọi người cũng là tham gia những gói nhỏ. Để làm gì ạ? Để mình trải nghiệm. Mình cần có thời gian để trải nghiệm 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng. Nếu như mình thấy đây đúng là một cơ hội tốt thì dẹp bỏ luôn những cái công việc linh ta linh tinh kia đi. Dẹp bỏ ngay cái công việc linh ta linh tinh kia đi. Em nói ví dụ thế này đi nhá. Mọi người làm công việc cũ, 1 tháng mọi người kiếm được 10 triệu, 1 năm mọi người kiếm được 120 triệu, 10 năm mới kiếm được 1 tỷ 2. Được chưa? Vậy UFT này 1 năm mọi người kiếm 20 tỷ không sướng à? Thậm chí là 1 năm kiếm cả 50 tỷ không sướng à? Được chưa? Vậy phải suy nghĩ chứ, phải mất ngủ chứ, sợ cái gì, đúng không ạ? Cảm ơn bạn Đức Thắng nha, cảm ơn Tích Lương Anh nha. Cảm ơn Phạm Hồng nha, chung like quá tuyệt vời, cảm ơn chị Phạm Hồng. Đàm Dần nha, gieo duyên không nhận thì họ mất cơ hội, giàu thì họ mất lượt thôi. Chúc mừng chúng ta gom nhiều cổ phần hơn. Cảm ơn chị Đàm Dần, cảm ơn anh Trần Liêm. Cảm ơn Hương Lê, em chào anh Lai Loa Phường đẹp trai. Cảm ơn Hương Lê, cảm ơn anh Huỳnh Văn Phúc. Trời ơi, xấu trai muốn chết, mọi người cứ khen đẹp trai. Cảm ơn chị Nguyễn Hồng. Liên Chu quá tuyệt vời. Cảm ơn Lê Thu Hà, cảm ơn Cấn Thắng, cảm ơn chị Phạm, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Ai mà em chưa chào thì mọi người thông cảm cho em like nhá. Cảm ơn Hoàng Văn Quân, cảm ơn chú Thắng, Hà Tây, Hà Nội. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Thực tế thì em là em hay nói thẳng nói thật, cho nên là rất rất nhiều người ta cũng không thích nghe đâu mọi người ạ. Ví dụ ai đó đang đi làm ở cái ngưỡng là lương khoảng từ 5 triệu cho đến 15 triệu 5 triệu cho đến 15 triệu thì làm 40 năm sẽ không bao giờ có được 5 tỷ đồng. Em xin nhắc lại là ai đang đi làm ở cái ngưỡng lương từ 5 triệu cho đến 15 triệu thì làm 40 năm sẽ không bao giờ có được 5 tỷ đồng. Nhưng đến UST này mọi người thì có thể có khối tài sản 5 tỷ đồng trước 6 tháng. Trước 6 tháng, được chưa? Kể cả là một chú xe ôm, anh xe ôm, kể cả là một anh phụ hồ, kể cả là một bác nông dân, kể cả là một người công nhân viên chức đang làm với mức lương từ 4 cho đến 10 triệu. Mọi người vẫn có thể sở hữu cho mình cái tài sản đâu đó khoảng 200.000 cổ phần. 200.000 cổ phần thôi. Mọi người trả góp 5 tháng, mọi người có ngay tài sản bé nhất tại thời điểm này là bao nhiêu ạ? 200.000 đô, tương ứng với 5 tỷ đồng. Tương ứng 5 tỷ đồng. Lên sàn 10 đô là có bao nhiêu? 2 triệu đô. 2 triệu đô là bao nhiêu tiền? Khoảng 50 tỷ đồng. Lên sàn 5 đô, 50 tỷ chia đôi, 25 tỷ. Vui chưa? Sướng chưa? Quá vui chứ. Quá vui chứ là còn gì nữa. Quá sướng nữa. Và em khẳng định luôn, trên 50% người dân Việt Nam chúng ta không bao giờ buổi tối ngủ mà dám mơ mình có 25 tỷ. Em khẳng định cho mọi người biết luôn là hơn 50% người dân Việt Nam chúng ta buổi tối nằm ngủ không bao giờ dám mơ cuộc đời mình có 1 triệu đô la Mỹ. Căn cứ vào cái gì mà mơ?
Căn cứ vào cái gì mà dám mơ mình có 1 triệu đô la Mỹ? Căn cứ vào cái gì mà dám mơ mình cuộc đời mình có 25 tỷ? Được chưa? Có, bản thân em năm nay là 40 mấy tuổi rồi. Em sinh năm 81, năm nay 42, 43 tuổi rồi, đúng không ạ? Em đi làm bao nhiêu năm rồi? Hơn 20 năm rồi. Bạn bè của em có rất nhiều người, hàng trăm người. Anh em đồng nghiệp ở ngoài xã hội có hàng nghìn người. Được chưa? Căn cứ vào cái gì mà bảo cuộc đời mình có được 25 tỷ? Nhưng đến với UST này mọi người có thể làm thoải mái luôn, dư sức làm được luôn. Được chưa? Cảm ơn Nghĩa Cao, một cái gật đầu là giàu rồi anh ơi, tuyệt vời. Cảm ơn anh Nguyễn Triều Tiên, cảm ơn Thiên Lê, cảm ơn Lê Nam. Em like nói quá chuẩn luôn, ai không tin thì mất cơ hội nhiều thế hệ. À, cảm ơn chị Nguyễn Thị Tân, cảm ơn Lê Hải, Siêm Lưu, chuẩn anh ơi, cảm ơn Siêm Lưu, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Tại sao em lại dám khẳng định điều đó? Đấy nào, em phải hỏi mọi người là tại sao thằng Lai này dám khẳng định là nửa, hơn nửa dân số Việt Nam không bao giờ dám ước mơ mình có được 1 triệu đô la Mỹ, tương đương với 25 tỷ. Vì sao ạ? Vì sao? Vì GDP đất nước Việt Nam chúng ta mới có bao nhiêu ạ? Mới có 4.000 đô trên một người. Được chưa? Còn chưa thoát khỏi cái ngưỡng gọi là thu nhập trung bình. Tại sao mà dám mơ? Căn cứ gì mà dám mơ? Được chưa? Thu nhập đầu người Việt Nam chúng ta trung bình khoảng 10 triệu đồng trên một người. Trung bình. Đã được chưa? Thế thì làm bao nhiêu năm để có 25 tỷ? Có mà ba đời làm để mới có 25 tỷ. Chưa chắc ba đời làm đã có 25 tỷ. Được chưa? Đấy, cho nên là khi biết đến UST này là chúng ta phải là phúc đức lớn lắm đấy mọi người. Thậm chí là phải phúc 10 đời đấy. Tại sao phải chúng ta phải thoát ra khỏi là đâu đó khoảng chục cái bẫy? Nào thì tivi báo chí này, nào thì là chồng em ngăn cản này, nào thì vợ em ngăn cản, nào thì con em ngăn cản, nào thì bạn bè em ngăn cản, nào thì hàng xóm ngăn cản, nào thì đồng nghiệp ngăn cản, nào thì công việc cũ ngăn cản này, sếp ngăn cản này. Tóm lại là mọi người phải thoát ra được khoảng chục cái bẫy thì mọi người mới có được cổ phần VT này. Nó giống như câu chuyện của thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh ấy, phải thoát 81 kiếp nạn thì mới lấy được kinh nhé mọi người. Đấy. Được chưa? Và cũng nhiều lần em chia sẻ với tất cả các anh chị em của chú mình, tại sao em không bảo mọi người phải có 2 triệu cổ phần, 5 triệu cổ phần, 10 triệu cổ phần? Tại sao em không bảo mọi người có nhiều không? Mà em lại nói mọi người là tối thiểu mọi người phải có 200.000 cổ phần. Là vì em muốn cho anh chị em của chú mình ăn thử trước. Mình muốn biết được cái món này nó có ngon hay không, mình phải ăn thử trước. Nó có thật hay không, mình phải ăn thử trước. Nó có hợp với mình hay không, mình phải ăn thử trước. Làm cái gì mình cũng phải làm từ nhỏ đến lớn chứ. Không lẽ giờ nhà có 500 triệu bê hết 500 triệu ra đầu tư cái một à? Đừng có làm như thế. Mình phải làm thử từ nhỏ đến lớn. Và mình phải tự mình kiểm tra thông tin về tập đoàn. Được chưa? Đấy, tự mình trả lời những câu hỏi. Tập đoàn này có thật hay không? Con người có thật hay không? Sản phẩm có thật hay không? Tập đoàn này có vi phạm pháp luật ở Việt Nam hay không? Tập đoàn này có vi phạm pháp luật ở trên toàn thế giới hay không? Được chưa? Mình là cái người mà xác định làm giàu, kiếm tiền tỷ, kiếm tiền nhiều tỷ, thì mình phải là gì ạ? Thật sự là nghiêm túc. Đấy, và phải có trách nhiệm với cái cơ hội này. Phải có trách nhiệm với cơ hội này. Có trách nhiệm với cơ hội này có nghĩa là chúng ta đang có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với người thân của mình. Tiền nó không phải lá cây mà bảo là lấy 3 bao đi xong vào nộp vào. Không phải đâu mọi người ạ. Tiền nó là mồ hôi xương máu của chúng ta. Kể cả nó là 1.000, kể cả nó là 500 đồng, nó cũng là mồ hôi xương máu của chúng ta. Đã được chưa? Đấy. Tháng mấy năm 2024 không huy động vốn nữa em Lai ơi. Tập đoàn không huy động vốn nữa em Lai ơi. Em chưa biết. Cảm ơn anh Ngọc Tọa Trinh nhá. Em chỉ hy vọng ra là nó được huy động được khoảng 3 năm nữa. Em chỉ hy vọng thật đấy, em hy vọng nó huy động được 3 năm nữa thôi. Nhưng mà xin thưa với mọi người á, là cổ phần này sẽ hết rất nhanh và sẽ hết bất ngờ. Được chưa? Hết bất ngờ. Tại sao mà lại hết bất ngờ? Cái lúc rủi ro là năm 2014, 15, 16, 4, 5 năm đầu tiên, ai chả sợ. Nhưng bây giờ khi mà có con tàu chạy được, thu được tiền rồi,
ô tô thì ký kết được với hãng xe Kamaz của Nga rồi, đúng không ạ? Từ khâu thiết kế cho đến khâu sản xuất hàng loạt rồi. Sản phẩm thì có thể là bán cho tỷ phú Elon Musk rồi. Con tàu có thể là giờ có thể triển khai để mà ký kết hợp đồng với toàn thế giới để sản xuất rồi, để thi công công trình rồi. Mùn vi sinh bây giờ là đang trên cái công đoạn là xây dựng nhà máy rồi. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang chiến thắng đấy. Chúng ta chiến thắng lâu rồi, được chưa? Chúng ta chiến thắng lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới chiến thắng đâu. Chiến thắng ngay từ những thời điểm 17, 18 cơ. Đó, ai là cái người mà nắm bắt được thông tin thì chắc chắn là mọi người sẽ tiếc vì tại sao ngày hôm nay tôi chưa có cổ phần. Em khẳng định luôn, ai mà giờ này mà tìm hiểu về tập đoàn ấy, đúng không ạ? Mà còn loanh quanh ấy, còn gì, còn ngồi chờ đợi ấy, thì người đấy sẽ đánh mất cơ hội. Khẳng định luôn là mất cơ hội, được chưa? Cảm ơn cô Nguyễn Thị Hương, 49 kính chào anh chị. Cảm ơn Thiên Lê, 49 là Bảo Lộc. Cô chào cháu Lai tỷ phú, 48 Đắk Nông. Xin chào anh chị em cổ đông UST. Cảm ơn cô Phan Linh. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Có 56 người đang xem, tuyệt vời quá đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình đã vào kênh Loa Phường TV để ủng hộ cho em Lai. Chúc cho tất cả các anh chị em cô chú mình, người nào có ít nhất thì cũng có lấy 1 triệu cổ phần. Cơ hội nó chỉ đến với chúng ta một lần trong đời. Thậm chí là cơ hội nó chỉ đến với chúng ta một lần trong nhiều đời. Con cháu của chúng ta mai mốt sẽ không có cái cơ hội tốt như thế này đâu. 3 đời nữa con cháu của chúng ta cũng không có cơ hội tốt như thế này đâu. Được chưa? Đấy, em tin chắc chắn là như thế. 3 đời nữa anh em con cháu của chúng ta, cháu nội, cháu ngoại, cháu chắt gì đấy, không có cơ hội tốt như thế này đâu. Cho nên là anh chị em cô chú mình hãy nghiêm túc cho em cái năm 2024 này. Tết này bánh chưng định nấu 10 kg, nấu 5 kg thôi. Định mua 2 triệu tiền bánh kẹo, hoa, trái cây gì đấy, mua 500 thôi. Được chưa? Tiết kiệm là 1,5 triệu. Để làm cái gì? Để gom thêm cổ phần. Gom thêm cổ phần, được chưa? Mai mốt hết rồi, có tiền chạy theo không mua được. Có tiền chạy theo không mua được, được chưa? Đấy, em xin thưa với mọi người nhá, em hơn 40 tuổi rồi, chưa bao giờ em dám tiết kiệm. Mà trong đời em biết đến UST này, em phải tiết kiệm. Đi mua điện thoại còn không dám mua loại tốt, mua cái loại đều đều thôi, 5 triệu thôi. Mua quần áo định mua 2-3 cái, chỉ mua có cái tiết kiệm, được chưa? Các cụ bảo rồi, buôn tàu bán bè không bằng ăn rẻ hạt tiện. Cái người ta không biết, người ta không tiết kiệm, người ta không đầu tư, đó là việc của người ta. Còn mình biết mà mình lại tiêu hoang mình. Thế thì em nói thật với mọi người là chúng ta vô trách nhiệm với chính mình, vô trách nhiệm với con cháu chúng ta, vô trách nhiệm với người thân của chúng ta. Đến ô tô em đang đi làm em còn bán đi, em đi làm xe máy củi bắp kìa kìa. Được chưa? Mình đi cái xe máy củi bắp đi, mày cười đi, đi ra ngoài xã hội, mày cười đi, cho mày cười thoải mái đi. Mày giỏi lắm, mày cười tao được 1-2 năm chứ bao nhiêu? Mày cười tao được 3 năm chứ bao nhiêu? Mày cười tao được 5 năm chứ bao nhiêu? Mày cười tao được cả đời không? Được chưa? Mà khi em bán đồ thô đi, em xin thưa với mọi người chứ, em đi làm xe máy mà em cảm thấy là mình vui lắm, sung sướng lắm mọi người, cực kỳ sung sướng luôn. Mình đang là ông chủ của một cái tập đoàn lớn nhất thế giới. Mình đang là ông chủ của một cái tập đoàn lớn nhất toàn cầu mà không sung sướng sao được. Ăn cơm rau em cảm thấy ngon mà. Ăn cơm rau cảm thấy ngon lắm. Cực kỳ sung sướng luôn. Mọi người chưa tưởng tượng ra đâu. Có rất nhiều người chưa tưởng tượng ra đâu. Ví dụ em nói thế này xem mọi người có sướng không nhá. Mọi người có trong tay 100.000 cổ phần. 100.000 cổ phần. Lên sàn 10 đô thì mọi người có là 1 triệu đô. 1 triệu đô nói ra 24-25 tỷ thì nó rất to so với người Việt Nam chúng ta. Nhưng nó là một con số bé tí so với thế giới. Được chưa? 25 tỷ so với người Việt Nam chúng ta thì nó rất là to, nhưng mà so với thế giới nó bé tí. Một căn chung cư rẻ nhất ở bên Dubai nó cũng nằm ở cái ngưỡng khoảng 60 tỷ. 60 tỷ, một căn chung cư nhá, khoảng 60 tỷ. Còn giá trung bình á thì nó khoảng 80 cho đến 120 tỷ một căn chung cư. Được chưa? Cho nên là câu chuyện ấy,
em chia sẻ với mọi người là câu chuyện của em chia sẻ là nghiêm túc. Nếu ai không tin điều đó thì có thể sang Google xem một căn chung cư ở bên Dubai nó bao nhiêu tiền, được chưa? Và nếu như anh chị em cô chú mình hãy tưởng tượng đi, đêm nằm ngủ hãy tưởng tượng đi, lên sàn 10 đô, chúng ta có 100.000 cổ phần, chúng ta có 25 tỷ đúng không? Nhưng nếu như mà lên sàn xong chúng ta bán hết đi, chúng ta xây nhà, chúng ta mua ô tô, chúng ta trả nợ, chúng ta làm gì đó, bán hết đi đúng không? Một năm sau nó lên 20 đô, 3 năm sau nó lên 50 đô, 5 năm sau, 7 năm sau, 20 năm sau nó lên 100, 200 đô. Ngồi khóc à? Ngồi khóc hay gì? Em là không có tư tưởng bán đâu. Đến cháu nội em cũng không bao giờ cho bán. Được chưa? Không cho bán luôn. Tại sao ạ? Mày muốn làm cái gì mà lấy tiền cổ tức kìa mà mang ra mà ăn mà tiêu? Phá phách gì thì mang tiền cổ tức ra mà phá phách. Còn cái gốc là để đấy. Được chưa? Mình phải học những người tài giỏi giống như là họ ông Warren Buffett. Được chưa? Mua và không bao giờ bán. Tại sao mà không bao giờ bán? Vì cái tập đoàn này nó khổng lồ. Cái tập đoàn này nó sẽ cho chúng ta thu nhập 3-4 năm đời. Nó sẽ tồn tại ở trên cái thế giới này 200-300 năm. Đúng không ạ? Vậy chúng ta bán đi thì tức là chúng ta bán lúa non. Bán lúa non. Đấy, bán là mất. Và em tin chắc chắn là cái tập đoàn này sẽ không để cho anh chị em cô chú mình ân hận đâu. Mà chỉ có chúng ta là những người ân hận. Vì chúng ta lo sợ là thứ nhất, nghi ngờ là thứ hai, sợ mất là thứ ba. Thôi tôi thế này đủ rồi, đứt mất tài sản thì biết bao nhiêu cho nó đủ. Được không ạ? Đấy, có rất nhiều người sợ mất, sợ bảo đầu tư nước ngoài mất. Thế giờ em hỏi mọi người á, mọi người đầu tư ở Việt Nam có sợ mất không? Ở Việt Nam mà làm ăn lôm khôm thì cũng mất bình thường. Đầu tư vào cổ phiếu FLC kia kìa, mất. Đầu tư vào địa ốc Alibaba kia kìa, mất. Mang tiền vào ngân hàng gửi, mất. Đấy, nào, đã cứ bảo là đầu tư ở Việt Nam không mất. Cho nên là chúng ta làm cái gì chúng ta làm, chúng ta phải suy nghĩ. Em suy nghĩ rất là đơn giản, được chưa? Ông quốc vương Dubai là ai? Ông quốc vương Dubai là một ông, đã gọi là quốc vương rồi đúng không? Ông chùm của quốc vương Dubai. Mà chính Dubai thì lại là chùm của 7 tiểu vương quốc Ả Rập. Người ta đã hỗ trợ, người ta đầu tư hợp tác với tập đoàn QST này trọn đời, đúng không ạ? Người ta cho hẳn cái bộ giao thông RTA của Dubai, mang công nghệ của tập đoàn QST đi toàn thế giới để quảng bá, quảng cáo, được chưa? Và rất rất nhiều các quốc gia khác trên toàn thế giới này kéo về Dubai. Đấy, thế thì các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu đàn của các quốc gia trên thế giới kéo về Dubai để họ làm gì? Đến đấy để hợp tác, để làm ăn, để kinh doanh, để kiếm hợp đồng, đúng không ạ? Để bán hàng. Đấy. Và chúng ta là những người siêu may mắn. Em nói nghiêm túc luôn, chúng ta là những người siêu may mắn. Cả thế giới này hơn 8 tỷ người, nhưng sẽ không bao giờ quá được 3 triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới. Được chưa? Không bao giờ quá được 3 triệu nhà đầu tư. Cả đất nước Việt Nam chúng ta 8 năm qua người đầu tư Việt Nam chúng ta là đông nhất thế giới. 8 năm qua mới được có bao nhiêu ạ? Khoảng 400.000 nhà đầu tư. 400.000 nhà đầu tư. Được chưa? Và em cũng khẳng định luôn là Việt Nam chúng ta sẽ không bao giờ có 1 triệu nhà đầu tư. Khẳng định cho mọi người biết luôn. Vì sao? Vì 15 giai đoạn huy động vốn từ năm 2016 cho đến giờ là 8 năm rồi. 8 năm mà mới được có 400.000 nhà đầu tư. Trong khi đó 15 giai đoạn huy động vốn, đúng không ạ? 15 giai đoạn huy động vốn thì bây giờ đang là giai đoạn cuối cùng, là giai đoạn 15. Đến ngày 10 tháng 5 năm 2024 á, thì giai đoạn 15 này chạy tròn được 1 năm. Em hy vọng rằng anh chị em cô chú nào vào nghe được cái buổi livestream của Loa Phường thì may ra mọi người mới có cổ phần được. Vì sao ạ? Vì anh chị em cô chú mình đi làm cái gì thì cũng là đi làm kiếm tiền. Được chưa? Làm cái gì cũng là kiếm tiền thôi. Đấy, làm cái gì kiếm tiền? Giáo viên kiếm tiền, bốc vác cũng kiếm tiền, thợ hồ cũng kiếm tiền, thợ mộc cũng kiếm tiền, thợ nhôm, thợ sắt cũng kiếm tiền, đi xuất khẩu lao động cũng kiếm tiền, nông dân cũng kiếm tiền. Đúng không ạ? Và có rất nhiều người không biết được là góp vốn đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Xin thưa với mọi người, 1.000 đô 25 triệu đúng không? Lúc chúng ta khó khăn thì chúng ta thấy nó to. Người nghèo lúc khó khăn thì thấy 25 triệu nó to lắm. Đúng không ạ?
Nhưng mà chúng ta đã bao giờ đặt câu hỏi là lý do gì mà nhà đầu tư Dubai người ta sẵn sàng đầu tư một cái luôn 25 triệu đô tương ứng với 600 tỷ Việt Nam đồng. Nào, mọi người nghĩ xem, nào, lý do gì mà người ta sẵn sàng đầu tư 25 triệu đô la tương đương với 600 tỷ Việt Nam đồng từ năm 2017? Nào, mọi người nghĩ xem. Được chưa? Lý do gì mà ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều nhà đầu tư? Ví dụ chị Tuyết Mai ở Đà Nẵng đúng không ạ? Bán 2 căn nhà 13 tỷ đầu tư. Hôm vừa rồi làm thêm một phát nữa, 500.000 đô tương ứng với 12,5 tỷ đầu tư. Một người thôi đã ngần đấy tiền. Được chưa? Vì người ta có tiền, vì người ta có tầm nhìn, vì người ta dám nghĩ và người ta dám làm. Được chưa? Và người ta cũng nhìn thấy có quá nhiều người Việt Nam chúng ta đánh rơi mất cơ hội này. Vậy thì cơ hội đến tay ai? Nó giống như cái câu chuyện là cờ đến tay ai thì người ấy phất. Ngay như bản thân em Lai thế thôi. Ban đầu em Lai nghĩ là mình chỉ cần triệu cổ phần là đủ giàu rồi, sống đến 300 năm cũng không ăn hết tiền rồi. Khẳng định luôn mọi người, 300 năm cũng không ăn hết tiền mà không phải bán một cái cổ phần nào. Được chưa? Tại sao? Nào em giải thích cho mọi người biết là tại sao mà em sống đến 300 năm mà ăn không hết tiền nhá. 1 triệu cổ phần em có tài sản bao nhiêu? 1 triệu đô. Bé nhất là 1 triệu đô. Được chưa? Em chưa tính lên sàn, tính luôn 1 triệu đô thôi là 25 tỷ. Một năm em chia 10% thôi là bao nhiêu? Khoảng 10% của 25 tỷ là 2 tỷ rưỡi. Đấy, 2 tỷ rưỡi. 2 tỷ rưỡi chia cho 12 tháng thì có phải mỗi tháng khoảng 400 triệu. Thế em hỏi mọi người là 400 triệu mà một cái gia đình đâu đó khoảng 20 người. Nào, mọi người ăn cái kiểu gì mà hết 400 triệu? Ăn kiểu gì? Nào, thậm chí là gà Mỹ, gà Pháp gì giờ nhập về Việt Nam nó còn rẻ hơn cả gà Việt Nam. Rau Trung Quốc với rau thế giới giờ nhập về Việt Nam nó còn rẻ hơn cả rau Việt Nam. Ăn kiểu gì cho hết được? Rồi ô tô thì mai mốt ô tô điện. UST có ô tô điện luôn. Mình là người của tập đoàn. Anh chị em cô chú mình góp vốn vào đây là anh chị em cô chú mình là người của tập đoàn. Chúng ta lại được chiết khấu giá rẻ. Người nội bộ mà mua giá rẻ. Có được chưa? Và khi chúng ta được học cách quản lý tài chính ấy, thì xin thưa với mọi người, chúng ta tiêu đồng nào nó không có lẻ tiền đâu. Chúng ta quản lý được từng xu, từng đồng. Không có chuyện thất thoát đâu. Được chưa? Và cái câu chuyện bị lừa nó gần như không có. Đấy, quan trọng không ạ? Và trở lại cái câu chuyện là nhá, em hỏi mọi người nhá. Mọi người bảo 25 triệu nó quá lớn đúng không ạ? Và bây giờ em hỏi mọi người này, giả sử em cho mọi người 25 triệu cho mọi người, mỗi người mượn 25 triệu để khởi nghiệp, đi ra chỗ khác đi, không có liên quan gì đến UST đi, mọi người làm cái gì để 3 năm nữa mọi người có tài sản khoảng 3 tỷ Việt Nam đồng ở cái đất nước Việt Nam này? Mọi người làm cái gì để 3 năm nữa mọi người có tài sản khoảng 3 tỷ Việt Nam đồng và mọi người có thu nhập thụ động khoảng 1 tháng khoảng 30 triệu cho đến 50 triệu? Đấy, nào em dừng cho mọi người khoảng 2 phút cho mọi người suy nghĩ đấy. Nào, ở cái đất nước Việt Nam này mọi người làm cái gì? Nào bây giờ em đưa cho mọi người mượn. Nào, giả sử em cho mọi người mượn 25 triệu đi ra chỗ khác mà khởi nghiệp, đi đâu mà làm cái gì thì làm, đừng có vào UST. Làm thế nào được? Nhà em nghèo, được chưa? Nhà em nghèo từ cái lúc mà gọi là lớp 2, lớp 3 rồi là em đã suy nghĩ đến câu chuyện là kiếm tiền rồi. Mò cua bắt ốc kiếm tiền là khổ lắm, làm đủ thứ để kiếm tiền rồi. Tóm lại là gần như là em không ngủ đấy. Đấy, gần như không ngủ nghĩ để kiếm tiền. Được chưa? Và tại sao em lại có năng lượng để em live stream gần 2 năm nay không bỏ buổi nào là vì em tiếp cho mọi người. Chứ không phải em tiếc cho em đâu. Em tiếc cho mọi người á. Có quá nhiều người đi gì ạ? Đi vào xem TikTok toàn những cái sàm sàm cãi nhau không ạ? Lo cho Ukraine với lại Nga đánh nhau không ạ? Lo bà nọ cãi nhau với bà kia không ạ? Còn cái câu chuyện làm giàu nó sờ sờ đó thì không quan tâm. Chúng ta phải là đi làm 3-40 năm để chúng ta lấy cái sổ hưu. Chúng ta phải đi sang tận Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Dubai để chúng ta xuất khẩu lao động. Bỏ ra tiền trăm để đi mua việc làm, sang đến nơi đánh đổi sức khỏe, đánh đổi trí tuệ, đánh đổi thời gian và đánh đổi cả tình yêu thương ở Việt Nam. Đi 4 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm kiếm được bao nhiêu tiền. Về đến nhà không có kiến thức quản lý tài chính, sống được 1-2 năm lại trắng tay, lại trở về vạch xuất phát. Có những người phải đi xuất khẩu lao động đến lần thứ 3, thứ 4. Mọi người có tin không ạ? Đó là sao? Đó là không có kiến thức quản lý tài chính. Được chưa? Và tối nay em không biết lý do gì mà em rất là vui.
À, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình đã vào xem rất là đông và chia sẻ cho em. Tối nay live stream của em đã lên được đến 70+ người, tuyệt vời quá. Anh Sử cảm ơn anh, cảm ơn em đã trao niềm tin giá trị, nhiều năng lượng cho anh. À, cảm ơn anh Sử. Chị Hà 10 tuổi là biết kiếm tiền. Ồ, tuyệt vời quá, cảm ơn chị Nguyễn Hà. Từ khi em hiểu và nắm chặt cơ hội UST, ước gì hiện tại em 20 tuổi. Cảm ơn Nguyễn Triều Tiên, tuyệt vời quá. Cảm ơn Nguyễn Duy, cảm ơn Phạm Trinh, cảm ơn Chu Văn, cảm ơn anh Nguyễn Văn Hải, cảm ơn anh Bùi Quang Tham, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Cảm ơn Thanh Hoa, hôm nay em cũng bị bạn cười anh Lai ạ. Họ đi ô tô nhưng em lại đáp lại họ bằng nụ cười tỷ phú anh ạ. Ôi tuyệt vời quá, cảm ơn Thanh Hoa. Thực tế thì cảm ơn em Cấn Hằng, cảm ơn Sinh Thái, anh nói quá chuẩn. Cảm ơn Sinh Thái, cảm ơn Nhung Hoàng, cảm ơn Dương Thiên, cảm ơn Thiên Lê, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình nhá. Em vui lắm mọi người, em vui cực kỳ luôn. Tại sao mà vui là vì mọi người cứ thử tưởng tượng xem, bây giờ tự những người bình thường thôi mà mọi người có tài sản triệu đô, mọi người có vui không? Vui chứ. Cực kỳ vui luôn, được chưa? Cảm ơn bạn là áo dài Thanh Vinh, cảm ơn Thu, cảm ơn Hà Thảo, cảm ơn Nguyễn Quang, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Và em còn vui hơn đó là những người dân Việt Nam chúng ta, những người nghèo khó chúng ta mà chúng ta bóp lưng buộc bụng tiết kiệm để chúng ta nắm giữ được cổ phần của tập đoàn này. Đấy, em vui vì điều đó. Vui vì người dân Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều người dám nghĩ, dám làm. Đấy, câu chuyện là chúng ta phải dám nghĩ và dám làm. Đấy, phải dám đặt câu hỏi ra là tại sao có những người sẵn sàng đầu tư vài tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ, còn mình thì chưa dám đầu tư. Đấy. Và em cũng lại phải chia sẻ luôn với anh chị em của chú mình là đây là một cơ hội có thể nói là quá tốt luôn mọi người, quá tốt luôn. Em đồng ý là ở trên truyền thông báo chí Việt Nam có rất nhiều những bài báo, có rất nhiều những phóng sự, nào thì đa cấp, nào thì cảnh báo. Nhưng cũng có rất nhiều những video phóng sự nói tốt về tập đoàn. Đấy, có rất nhiều những video nói tốt về tập đoàn. Và câu chuyện em quan tâm hơn đó là tập đoàn này có thật hay không? Có thật. Con người có thật hay không? Có thật. Sản phẩm có thật hay không? Có thật. Và em giả sử cái này nó không có thật đi, không có thật thì ông quốc vương Dubai có nhảy vào? Cả một cái đất nước Dubai có nhảy vào? Không có thật thì ông tổng thống Putin có cho cái đội ngũ lính của ông ấy triển khai công trình không? Không có thật thì tỷ phú Elon Musk có nhảy vào để mua sản phẩm của tập đoàn không? Không có thật thì ông Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 có hợp tác ủng hộ cho tập đoàn không? Và còn rất rất nhiều các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, trong đó có Ấn Độ. Và em rất thích Ấn Độ vì thứ nhất là Ấn Độ đông dân hơn cả Trung Quốc luôn, là thứ nhất. Thứ hai là hạ tầng, cơ sở hạ tầng của Ấn Độ quá nghèo nàn. Và UST thì vừa là giao thông, vừa là công nghệ giao thông, vừa là gì ạ? Nông nghiệp, vừa là xây dựng. Trong đó có là xây dựng các thành phố tuyến tính, đúng không ạ? Rồi mùn vi sinh để cho nông nghiệp và công nghệ giao thông. Đó, mọi người thử nghĩ xem, một đất nước tỷ tư dân như Ấn Độ mà khi đã hợp tác với tập đoàn UST thì tiền của anh chị em cô chú mình ấy, tha hồ mà ăn tiêu mọi người ạ. Và chúng ta nghĩ đến câu chuyện là chúng ta sống được bao nhiêu năm, sống được mấy trăm năm mà ăn tiêu hết cái đống tiền. Và chúng ta cần phải trang bị cho mình kiến thức. Tại sao cần phải có trang bị cho mình kiến thức? Vì mình cần phải có kiến thức để mình còn phải là dạy con, dạy cháu mình, dạy người thân ở trong nhà mình quản lý tiền, đầu tư tiền. Chứ nếu mà không có kiến thức á mọi người ạ, cũng nguy hiểm lắm. Đấy, không có kiến thức quản lý tài chính là nguy hiểm lắm. Có vài tỷ, vài chục tỷ lên cái là sướng lên, rừng mỡ lên, là làm cái nhà biệt thự, xong là cứ loại nào đắt nhất là mua, ô tô cũng cái loại nào đắt nhất là mua, thế là sống sung sướng được 2, 3, 5, 5 năm, thế là lại tay trắng, thế là lại trở về còn khổ hơn cả cái lúc chưa có tiền. Sau vài năm nữa tao mà ăn tiêu, cảm ơn chị Nguyễn Trinh. Mình cũng bán đất rồi, cảm ơn anh Nghĩa Cao, giờ bán đất rồi. Em nhiều lần em chia sẻ mà. Đấy, em cũng bán đất rồi, bán ô tô rồi, đi làm xe Honda. Nhiều người người ta bảo thằng này nó vỡ nợ à. Rồi như em thấy cái sắc mặt của người ta, em biết chứ đâu cần người ta nói.
Mọi người ạ, đời tinh ý lắm, có rất nhiều người, người ta thấy mình đang đi làm ô tô, tự nhiên nay đi làm xe máy, người ta bảo, ồ, người ta nghĩ, thấy sắc mặt cái là mình biết rồi, đâu cần phải người ta nói nữa, đúng không ạ? Kệ người ta chứ, mình đã thừa biết được là mình nắm giữ cổ phần 1 triệu cổ phần trong tay là mình có tài sản bao nhiêu mà. Được chưa? Vậy cho nên là em phải luôn luôn chia sẻ để cho mọi người thấy là mọi người cần phải giàu lên giống như là bạn Soan này, giàu lên giống như là chị Nguyễn Trinh này, giống như em Triều Tiên này, giống như anh Hải, giống như cô Phan Lịch, giống em Lai, giống tất cả những ai đang có cổ phần của tập đoàn này. Càng nhiều người giàu lên càng tốt. Được chưa? Càng nhiều người giàu lên càng tốt. Và hôm vừa rồi thì em có đọc lại một cái báo của Việt Nam chúng ta, đó là hiện tại ở đất nước Việt Nam chúng ta còn khoảng 2 triệu gia đình là nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, siêu thấp. Đấy, 2 triệu gia đình nghèo, cận nghèo, quá nghèo. Đấy, mọi người, và em có đăng lên nhật ký đấy. Mọi người không tin thì mọi người vào nhật ký của em mà lộn lại mà đọc xem có đúng hay không. 2 triệu gia đình thì mọi người nhân với cái trung bình là một nhà khoảng 4 đến 5 người thì nó ra bao nhiêu người? Và đấy là con số mà chúng ta biết được. Đấy là con số mà chúng ta biết được. Còn theo cái ước tính ở trong cái tính nhẩm ở trong đầu em Lai ấy, thì khoảng 50% dân số Việt Nam chúng ta là làm không đủ ăn. Làm không đủ ăn. Được chưa? Hoặc là có đủ ăn đi chăng nữa thì chúng ta bóp lưng bóp bụng, khổ sở và luôn luôn sống ở trong cái tình trạng là vay trả lãi. Vay trả lãi. Và chúng ta luôn luôn bị rình rập lừa đảo vào các kênh đầu tư trả lãi ngày, lãi tuần, lãi tháng, đầu tư vào các dự án ma giống như là gì ạ, bất động sản Nhật Nam, giống như là đầu tư vào rau má, trồng trà xanh. Đấy là những dự án đa cấp Ponzi lừa đảo. Được chưa? Đấy. Khi mà anh chị em cô chú mình vào UST này chỉ cần 3 tháng thôi là chúng ta đã được trang bị kiến thức quản lý tài chính, đầu tư tài chính. Thì chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta sẽ tránh được những cái dự án đa cấp lừa đảo đó. Đấy là cái điều tuyệt vời mọi người ạ, đấy là cái điều siêu tuyệt vời. Đấy. Cảm ơn chị Nguyễn Tuyết, cảm ơn chị anh Tham Quang Bùi, Bùi Quang Tham. Máy hết mấy thằng bạn rồi. Máy hết mấy thằng bạn rồi. May không đọc được. À, em chia sẻ năng lượng vui quá. À, cảm ơn chị Nguyễn Hợp. À, cảm ơn chị Thanh Hoa. À, dân giàu thì nước mạnh, gom thêm cổ phần quý anh chị em nhé. À, cảm ơn cô Phan Lịch. Đấy, cô Phan Lịch là một trong số những tấm gương rất là sáng để cho con lai học hỏi. Đấy mọi người ạ, cô Phan Lịch đầu tư vào UST này mọi người ạ, bây giờ cô có vài chục triệu cổ phần rồi. Đấy, và ước mơ của cô Phan Lịch là vào trong nhóm những người giàu có của thế giới. Đấy mọi người ạ, vào top của thế giới. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta có được những con đại bàng, đúng không ạ, con đại bàng, thì chúng ta cứ đi theo. Đấy, chúng ta đi theo, chúng ta học hỏi. Đấy, chúng ta học hỏi. Chúng ta học hỏi, chúng ta có một cái cộng đồng giàu có, thịnh vượng, nhiều đời, 3, 4, 5 năm đời, nhiều hơn nữa. Chúng ta có sướng không ạ? Quá sướng đấy chứ. Cả thế giới này người ta còn phải trân trọng, trân quý. Và người ta nhìn Việt Nam chúng ta với một cái ánh mắt khác. Đấy. Và em Lai thì em Lai rất là tự hào, rất là may mắn. Vừa may mắn vừa tự hào. Được chưa? Bản thân em Lai là một người, không phải một người là dễ tính đâu. Cũng khó tính lắm. Tìm hiểu về tập đoàn là không có gì ạ. Phải tự mình đi tìm hiểu. Không quan tâm ông nào nói thế nào, bà nào nói thế nào. Mà phải tự mình đi tìm hiểu. Xem cái tập đoàn này có thật không? Sản phẩm có thật hay không? Con người có thật hay không? Có vi phạm pháp luật hay không? Rồi báo chí người ta nói là cảnh báo. Thì mình phải là ở trong đầu này này, mình phải nhảy ra con số là cảnh báo. Nó có giống với là nghiêm cấm hay không? Cảnh báo nó có giống với là vi phạm pháp luật hay không? Mình phải biết phân tích. Được chưa? Và em thì em cứ hay nói chơi với anh chị em của chú mình, đó là VTV1 đấy. Hôm qua thì người ta nói tốt, nhưng hôm nay người ta nói xấu. Đó là việc của người ta, đó là việc của truyền thông. Còn chúng ta làm là chúng ta làm vào cái việc thật, người thật. Ông chủ tịch Anatoly là một nhà khoa học, một vĩ nhân nhà khoa học, được cả thế giới này người ta kính trọng. Chúng ta là những cái gì? Chúng ta là cái gì, đúng không?
À, đến quốc vương Dubai kia người ta còn phải kính trọng ông Anatoly, ông Putin kia còn phải kính trọng. À, thì chúng ta là những người bình thường thôi đúng không ạ? Mình tuổi gì mà vào phán xét người ta? Mình may mắn được góp vốn vào là phúc lắm rồi, phúc 3, 4 năm đời cho cả con cả cháu chúng ta rồi. Đúng không ạ? Em cảm thấy rất là vinh dự, may mắn, hạnh phúc, được chưa? Chính vì may mắn, vinh dự, hạnh phúc đó cho nên em mới luôn luôn live stream để làm gì ạ? Mình may mắn rồi. Mình may mắn rồi mà. Có thể cả họ nhà mình chỉ có mình có cổ phần thôi, được chưa? Có thể cả làng, cả xã, cả huyện nhà mình có mình có cổ phần thôi. Nhưng mình chia sẻ lan tỏa ra, có nhiều người biết đến, họ may mắn. Gia đình họ thay đổi, con cháu dòng họ nhà người ta thay đổi, nhiều đời giàu có thay đổi lên. Sướng không? Sướng chứ. Quá sướng đấy chứ. Được chưa? Đấy. Và nếu như không có cơ hội này thì em cũng chả có cái gì để chia cho mọi người. Không có tiền để giúp mọi người cả. Nhưng mà em chia sẻ lên đây, mọi người nắm bắt được cái này thì mọi người may mắn là thứ nhất. Thứ hai là mọi người không bị sa chân, bị lừa vào những dự án ma ngoài kia. Có quá nhiều người dân Việt Nam chúng ta bị lừa đấy. Đầu năm 2022 em có chia sẻ rồi, ở Việt Nam chúng ta 100 cái dự án ấy, thì xin thưa với mọi người, nó phải chiếm đến 99 cái dự án là lừa đảo. Được chưa? Ở Việt Nam chúng ta, ngay như cái câu chuyện là gì ạ? Hàng Việt Nam chất lượng cao, điện tử Sanno, lừa không? Lừa. Có đúng quảng cáo là hàng Việt Nam chất lượng cao không? Đúng. Đã xong phút cuối thì hàng Trung Quốc. Rồi lại tơ lụa Hà Đông ở quê em lai thì là gì ạ? À, nổi tiếng của đất nước Việt Nam. Xong thì ra cái gì? Tơ lụa Trung Quốc. Đấy. Xong thì tự hào Việt Nam chúng ta sản xuất được kit test Việt Á, chuẩn bị xuất khẩu đi 20 nước. Xong phút cuối thì lại Trung Quốc. Đấy. Có nhục không ạ? Nhục lắm chứ. Toàn lừa đảo thôi. Xong bắt đầu là mang tiền vào ngân hàng gửi. Đấy, gửi đi, xong thì bắt đầu nó sang là ủy thác đầu tư, xong sang bảo hiểm, xong nó còn sang nhiều cái khác nữa. Xong bắt đầu là Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên là chỗ nào cũng thấy băng rôn đi đòi tiền, mới xin tiền, quỳ lại không xin được tiền. Đấy, nào, cứ bảo không lừa đi. Và cũng nhiều lần em chia sẻ với mọi người rồi, ở đâu mà có tiền thì ở đó có lừa đảo. Ở đâu có tiền thì ở đó có lừa đảo. Trên thế giới này tất tần tật, sản phẩm ở đâu ra, sản phẩm ở công ty, doanh nghiệp, tập đoàn đều là đa cấp hết. Từ gói thuốc, từ chai nước mắm, từ chai dầu ăn, từ gói tăm bông, từ cái quần, cái áo, đôi dép, xe đạp, cái chổi lau nhà mà chúng ta mua cũng là hàng đa cấp hết. Tất cả là đa cấp hết, được chưa? Câu chuyện ở đây chỉ là đa cấp lừa đảo và đa cấp thật thôi. Đấy, nhiều lúc chúng ta cần phải cảm ơn đa cấp ấy. Nếu không có đa cấp ấy, làm gì mà chúng ta mua được chai bia, mua được gói thuốc lá mà hút, được chưa? Không lẽ giờ lại em lai ở Kiên Giang này muốn hút thuốc lá lại phải đi ra tận nhà máy Hà Nội, để ra tận Hà Nội vào tận trong nhà máy để mua? Phải có đa cấp chứ. Nó phải có là tổng kho, nó phải có đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, xong nó phải có là tạp hóa thì mới đến mình mới được hút chứ. Mình tuổi gì mà đi vào tận trong cái nhà máy thuốc lá Vina Sài Gòn, Vinataba mà Hà Nội mà mua gói thuốc hút. Và đấy ai người ta vào cho mở cổng cho mà vào mà mua. Đấy là đa cấp đấy còn gì nữa. Được chưa? Đó cho nên là người dân Việt Nam chúng ta nghe thông tin là chúng ta hay bị thao túng từ ngữ. Thao túng từ ngữ. Đấy, hiểu một cách là lung tung bên. Nói đến đa cấp rất sợ. Nhưng mà người dân Việt Nam chúng ta suốt ngày sử dụng đa cấp. Từ là đi mua cái tăm bông cũng đa cấp, mua cái băng vệ sinh cũng đa cấp, mua cái bao cao su cũng đa cấp, mua đôi dép, cái quần, cái áo cũng đa cấp hết. Đấy là đa cấp đấy chứ còn gì nữa. Suốt ngày sử dụng hàng đa cấp rồi nói gì ạ? Đa cấp à? Tất cả đều là đa cấp hết, được chưa? Cảm ơn chị Đỗ Thành. Anh Lai chỉ được cái nói đúng. Cảm ơn em Nguyễn Triều Tiên. Cảm ơn Trần Hằng. 1 triệu cổ phần lên sàn 5 đô. Chúng ta có 5 triệu đô. Có hơn 100 tỷ. Vui không? Vui chứ. Cực kỳ vui luôn. Và em có cái số đó từ năm 2012. À gì? Từ năm 2022 cơ. Tại sao? Vì khi biết đến UST này em tìm hiểu. Em mới thấy là ồ, cái cơ hội này nó về Việt Nam là bao nhiêu? Từ năm 2016. 6 năm rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là trong danh bạ điện thoại của em có hơn 6.000 người. Trong Facebook có hơn 4.000 người. Trong Zalo có 2.800 người.
câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao một cơ hội tốt như thế mà 6 năm nó ở Việt Nam không ai nói với mình, không ai nói, được chưa? Và 6 năm qua giả sử không ai nói với mình thì họ cũng phải đăng lên nhật ký của họ chứ. Họ đăng lên thì mình phải biết chứ. Họ phải đăng lên Zalo, họ phải đăng lên Facebook, họ phải đăng lên YouTube, họ phải đăng lên TikTok. Không có ai đăng cả, người thân của mình không ai đăng cả. Và một người xa lạ chia sẻ cho mình. Đấy, và em may mắn, em thấy là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đấy, và em đã gì ạ? Bỏ luôn làm nghề thầu xây dựng, bán đồ nghề thầu xây dựng đi, bán luôn xe bán tải đi, nắm giữ cổ phần. Vì sao? Vì sao cần phải nắm giữ? Đấy, mọi người thử nghĩ xem. Có 1 triệu cổ phần trong tay, chúng ta đã thành triệu phú đô la rồi. Có thích không? Thích chứ. Cả cái đất nước Việt Nam này em cứ nói là ví dụ 1% dân số đi, được chưa? 1% dân số Việt Nam có tài sản khoảng là hơn 1 triệu đô la đi. 100 triệu người, cứ giả sử cái đất nước Việt Nam này có 1 triệu người có tài sản khoảng hơn 25 tỷ đi, thì còn 99 triệu người kia trung lưu rất ít, nhưng đa phần là những người dưới trung lưu, nghèo, cận nghèo. Vậy mình thoát ra, thoát sướng lắm chứ. Mọi người thử nghĩ xem, cụ mình nghèo này, ông nội mình nghèo này, bố mình nghèo này, anh em bà con dòng họ nhà mình nghèo này, mà mình tự nhiên sướng này, có thích không? Thích chứ. Cực kỳ sướng luôn, sướng không ăn không ngủ luôn mọi người. Sướng hơn cái lúc mà em đi mua ô tô luôn. Đấy, tại sao? Mua ô tô nó là cái tiêu sản, nó có mang lại tiền cho mình đâu. Mình muốn đi đâu thì đổ xăng vào, lâu lâu lại phải đi bảo dưỡng, mất tiền. Đấy. Rồi lại phải tiền trả góp nữa, mất tiền nữa. Tiêu sản mà. Đấy, không mang lại tiền. Thế thì bán bố nó đi, nắm giữ cổ phần. Mai mốt chúng ta có phải làm gì không? Tại thời điểm này chúng ta đâu phải làm gì. Chúng ta đang đi thuê người làm cho chúng ta mà. Chúng ta đang dùng đòn bẩy thời gian của người khác, kiến thức của người khác, trí tuệ của người khác, sức khỏe của người khác. Đấy, bên Dubai đấy, bên Belarus đấy, 920 công nhân viên kỹ sư, nhà khoa học đang làm thuê cho anh chị em của chúng ta. Vui chưa? Đấy, sướng thế còn gì nữa. Và người ta làm, người ta sản xuất ra ô tô này, tàu này, máy bay này. Mai mốt công nghệ nó tràn ngập ở trên toàn thế giới này. Không cần phải mai mốt đâu, ngay tại thời điểm này thôi. Theo thông tin hôm trước, tập đoàn thông báo đúng không ạ? Chúng ta đang có tổng cộng khoảng 500 cái dự án công trình khác nhau. Trong 500 cái dự án công trình khác nhau đó thì chúng ta có khoảng 100 cái dự án là khả thi. Khả thi có nghĩa là bây giờ chúng ta đang trên các giai đoạn khác nhau. Thiết kế, đúng không ạ? Báo giá, đấy, trình giá đấy, đúng không ạ? Khảo sát, đấy, có thể là chúng ta làm liền. Và như mọi người thấy thì trong năm 2022 chúng ta có 52 cái hợp đồng. Thì ông chủ tịch mới chỉ có cho triển khai có 4 cái, đúng không ạ? Vậy nhưng mà cuối năm 2023 thì có thông tin là chúng ta có đến 500 cái công trình khác nhau, trong đó có 100 cái dự án là khả thi. Mọi người thấy sướng không ạ? Một cái tập đoàn mà người ta có lộ trình cho vòng 10 năm tới rồi. Một cái tập đoàn mà người ta thừa việc làm trên toàn thế giới. Sản phẩm thì đa sản phẩm, nhiều sản phẩm. Nhiều sản phẩm tức là nhiều nguồn thu. Nào thì bán kính chân không này, nào bán mùn vi sinh này, nào bán máy bay này, nào bán ô tô này, nào bán công nghệ giao thông cấp 2 này, nào bán motor điện này, nào bán công nghệ xây dựng các thành phố tiên tính này, còn nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Quá nhiều tiền, được chưa? Quá nhiều tiền, có quá nhiều nguồn thu. Nó còn chưa kể là còn trồng táo xong bắt đầu lại còn nấu thành rượu, có rượu sạch luôn này, rồi lại còn có cả giải trí câu cá luôn, có cả nhà nghỉ luôn, nhà nghỉ sinh thái luôn. Đấy, đấy là tiền đấy, còn tiền đấy chứ ở đâu. Nhiều tiền lắm mọi người ạ. Và những người mà nắm bắt được những cái thông tin như thế thì xin thưa với mọi người, đừng nói là đợi đến sáng mai, tối nay là đầu tư luôn, còn phải đợi đến sáng mai gì nữa. Đúng không ạ? Đấy. Cảm ơn Maria Đạt, cảm ơn anh Hồ Cường, cảm ơn Nguyễn Nghiêm, cảm ơn Hoàng Cúc, cảm ơn anh Chu, em chào anh Lai, cảm ơn anh Chu Anh, cảm ơn Hà Thảo. Anh Cường ơi, Cường lên giao lưu với anh chị em cô chú cổ đông toàn quốc nhờ anh Cường ơi. Hoặc là anh chị em cô chú nào mà muốn lên giao lưu với anh chị em cô chú toàn quốc thì cứ mạnh dạn lên, cứ bấm lên vào tham gia với em like. Vì sao ạ? Chúng ta là một gia đình đấy, được chưa? Chúng ta là một gia đình đấy. Câu chuyện là dân tộc nào không quan trọng,
kiến thức trình độ không quan trọng, tuổi tác không quan trọng. Quan trọng ở đây là chúng ta đang đầu tư vào một cái tập đoàn khổng lồ. Quan trọng ở đây là chúng ta đang là gì ạ? Thay đổi lịch sử cái thế giới này. Đấy, chúng ta đang thay đổi lịch sử cuộc đời mình, thay đổi lịch sử gia đình mình, dòng họ mình, quê hương mình, đất nước mình và cả thế giới này. Tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời đi chứ. Nếu mà không tuyệt vời như thế, cô Phan Lịch có sở hữu vài chục triệu cổ phần không? Không tuyệt vời như thế, em Lai có bỏ hết luôn các thứ đi để đầu tư và để hỗ trợ cho cộng đồng không? Đúng không ạ? Đây là một cơ hội mà chúng ta có thể nói là hàng nghìn năm nữa sẽ không bao giờ có. Hàng nghìn năm nữa sẽ không bao giờ có. Cái thế giới này có cần lương thực để ăn không? Rất cần. Và lương thực, thực phẩm thì nó cần bùn vi sinh, tiên dược của đất. Đúng chưa? Ngay tại là sa mạc. Sa mạc là nó vừa nóng, nó lại tàn cát không mà nó lại thiếu nước. Vậy mà cho bùn vi sinh vào, chúng ta có thể trồng rau, chúng ta có thể cấy lúa, làm nông sản. Đấy là điều tuyệt vời. Đó là tiên dược, đúng không? Tiên dược của đất, của nông nghiệp. Đấy. Rồi cái thế giới này có cần giao thông không? Thì xin thưa là rất cần. Rất cần là vì cả thế giới này giao thông cấp 1 là ví dụ ô tô, xe máy, tàu hỏa, xe đạp. Giao thông cấp 1 chạy ở trên mặt đất. Một năm nó hy sinh mất bao nhiêu ạ? Nó là gây tai nạn hy sinh mất là 1.400.000 người. Quá nhiều người hy sinh về tai nạn giao thông. Vậy có nghĩa là chúng ta cần phải giải quyết cái vấn nạn tai nạn giao thông đó. Cái vấn nạn thứ hai đó là cái vấn nạn tai là gì ạ? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và cạn kiệt khoáng sản, đó là dầu. Cạn kiệt. Cạn kiệt thì chúng ta hút quá nó cạn, đúng không ạ? Và giá cả nó nâng lên, chi phí nó đội lên. Nó kéo tất cả chúng ta phải chi phí cao lên và làm không đủ ăn, làm mãi mãi không giàu là vì là lý do đấy. Làm là vì mãi không giàu là vì lý do đấy. Đúng không ạ? Cách đây ví dụ như là cách đây 10 năm đi. Ví dụ như xăng cách đây 10 năm nó khoảng bao nhiêu? À 15 đi. Cách đây 15 năm nó khoảng là 10.000 đi. Đúng không ạ? Cách đây 20 năm nó khoảng là bao nhiêu? 5.000 đi. Tại sao giờ xăng nó 24 25.000 đây? Thì mai mốt nó lên 30.000 40.000 chúng ta phải mua mà. Đúng không ạ? Nhưng mà ra công nghệ ô tô điện thì nó rất là rẻ. Công nghệ UST của chúng ta là điện hết, hoàn toàn bằng điện. Máy bay điện, ô tô điện, tàu điện. Đấy. Đúng không ạ? Và vừa đẹp, vừa rẻ, vừa an toàn, vừa thi công nhanh. Cả thế giới này rất cần. Cả thế giới này rất cần, đang rất cần. Vì chưa có công nghệ nào giải quyết được cái bài toán đau đầu đó là tai nạn giao thông này, tắc đường này, ô nhiễm môi trường. Ba cái gạch đầu dòng quan trọng nhất của cả cái thế giới này, chưa có tập đoàn nào làm được. Vậy thì chúng ta đầu tư góp vốn vào đây là chúng ta giàu rồi còn gì nữa? Xứng đáng giàu rồi còn gì nữa? Đúng không ạ? Quá giàu chứ còn gì nữa, còn phải lo lắng cái gì nữa, đúng không? Mình phải còn cảm ơn cái người nào cho chúng ta cơ hội này. Cảm ơn người nào đó đã chia sẻ cho chúng ta cơ hội này. Cảm ơn ông Chủ tịch Anatomy đã phát minh ra tập đoàn này để cho chúng ta là những người may mắn. Đấy, được nhảy vào làm ông chủ, nhảy vào làm bà chủ. Đấy, sung sướng. Cảm ơn Thu Hảo, cảm ơn Y Mùi, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Mời mãi mà chả thấy ai lên giao lưu với em Lai nhỉ. Tối nay em Lai có một khách mời mà bị lỡ giờ rồi, chạy mất rồi. Đấy, thế thì giờ em Lai chỉ biết là cơ hội nó tốt thế thôi mọi người ạ. Mọi người tranh thủ đi, còn thứ hai này, thứ ba này, hai ngày để cho mọi người đăng ký cái gói Happy New Year. Hãy sở hữu cho mình lấy một ít cổ phần. Một cái tập đoàn lớn nhất thế kỷ 21 mà chúng ta may mắn được người thân, anh em, bạn bè chia sẻ cho chúng ta biết đến cơ hội tốt để chúng ta làm giàu. Nếu chúng ta bỏ qua, có thể chúng ta sẽ phải dành cả cuộc đời còn lại để làm cái gì? Để tiếc nuối. Có thể chúng ta sẽ phải dành cả cuộc đời còn lại để tiếc nuối. Có cần tiền không? Cần chứ. Có cần nhiều nguồn thu nhập không? Rất cần. Có cần công ăn việc làm cho con, cho cháu 3-4 đời sau không? Cần, rất cần. Và chúng ta đang trang bị cái gì cho con, cho cháu chúng ta? Thậm chí đến chính chúng ta tại thời điểm này còn gặp khó khăn về công việc cơ mà, còn gặp khó khăn về tài chính cơ mà. Vậy đây là cơ hội quá tốt mọi người. Mọi người thử nghĩ xem, ở đất nước Việt Nam chúng ta muốn xin cho con mình vào một cái cơ quan tổ chức nào đó. Ví dụ như giờ người ta bảo là: anh ơi, 50 triệu. Anh ơi, 100 triệu. Anh ơi, cái này tiền thuốc nước hết 200. Có phải lo không? Lo chứ. Có vui không? Vui. Học đại học xong rồi,
ra mà nhờ mà vả được mà ông nào cũng lại bảo 50 triệu đấy, không mừng quắn bít lên đi chứ lại phải về bán nhà bán đất đi mà lo chứ. Anh ơi chuyển trường cho vợ em cái, anh ơi chuyển trường cho em cái, chú ơi chuyển trường nhé, chuyển cái đơn vị công tác cho nó gần nhà cái nó cũng vài chục vài trăm đấy, đúng không ạ? Hay là chỉ nói câu chuyện đơn giản thôi, để có công ăn việc làm chúng ta phải là đi xuất khẩu lao động, đi xuất khẩu lao động cũng mất vài chục triệu, thậm chí là tiền trăm triệu, bỏ tiền trăm ra để mua lấy một cái việc làm, sang bên kia làm chả biết lương được bao nhiêu, lương cao em cứ cho là lương cao đi, và đánh đổi ngày 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng. Có thể là phải làm ở những cái nơi mà ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, làm ngày làm đêm, thậm chí là làm đêm luôn, ảnh hưởng sức khỏe, làm như con trâu luôn. Đúng không ạ? Làm hơn con trâu nữa. Thường thường con trâu nó làm ban ngày thôi, ban đêm nó được nghỉ. Còn con người á là làm cả ban đêm luôn, tăng ca đấy, để lấy tiền để gửi về đấy. Vậy tại sao đây là cơ hội tốt mà chúng ta phải sợ? Một cơ hội mà cả thế giới này người ta đầu tư vào 10 năm nay rồi, đất nước chúng ta là đầu tư 8 năm nay rồi mà chúng ta biết đến mà chúng ta phải sợ. Đừng sợ. Nếu sợ mất, hãy sợ mất tiền trăm triệu, 50 triệu, hãy sợ mất. Đừng bao giờ sợ mất một vài triệu. Đừng bao giờ sợ mất một vài triệu mọi người ạ. Đúng không ạ? Đấy. À, cảm ơn anh Sáng, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Đến UST chúng ta được quyền lựa chọn mình giàu cỡ nào. Tại thời điểm này nhá, chứ không phải mai mốt nghỉ rồi, huy động vốn rồi lúc ý không có, có tiền chạy theo không mua được đâu. Tại thời điểm này chúng ta còn cơ hội để góp vốn, để sở hữu cổ phần gốc. Chúng ta muốn mình có tài sản bao nhiêu? À, tôi muốn có 5 tỷ thôi, 200 ngàn cổ phần, xong. Tôi muốn có tài sản 1 triệu đô, sở hữu ngay 1 triệu cổ phần, rẻ như xin luôn. Đúng không ạ? Rẻ như xin luôn. Bây giờ em hỏi mọi người nhá, chúng ta phải đi làm 3-40 năm để lĩnh lương hưu, để mua cái sổ hưu. 3-40 năm cuộc đời, trung bình là 30 năm để đổi lấy cái sổ hưu, được không ạ? Vậy tại sao chúng ta không đầu tư vào đây, bỏ vào đây 1 tháng lương thôi cũng được nữa, 1 tháng lương cũng được nữa, mua cho mình cái sổ hưu đi, được chưa? Sợ cái gì? Đúng không ạ? Sợ cái gì? Chả có phải sợ cái gì cả. Quan trọng là nó không vi phạm pháp luật là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đây là một cái tập đoàn mà tiềm năng, mà bây giờ là nó khả thi rồi, chứ đâu còn cái gì nữa đâu, có gì đâu mà rủi ro nữa đâu, đúng không ạ? Đấy. À, cảm ơn anh Nguyễn Chuyển nhá, cảm ơn chị Thanh Hoa, hàng xóm nhà em vào bệnh viện làm hợp đồng vài năm giờ được biên chế, xin bỏ ra 50 triệu mà vui như Tết anh ạ, chạy tiền xin việc mà thấy mừng ra mặt vì được biên chế chính thức. Anh truyền cháu lại tỷ phú nhé, anh truyền chào tỷ phú lai nhé. À, cảm ơn anh truyền, cảm ơn anh Trần Tám, em lai chia sẻ quá đúng hay quá em, cảm ơn anh truyền nhá. À, cảm ơn anh Sơn Liêm nhá, đấy lại cái ông Việt kiểu Mỹ này, ông vào đây ông lại làm mất vài chục triệu cổ phần. Cảm ơn anh Sơn Liêm nhá, nói thì nói vậy thôi nhưng mà vẫn chúc anh Sơn Liêm là sở hữu được 55 triệu cổ phần. Đấy, vì anh có giàu cỡ nào đi giàu chăng nữa thì mai mốt anh cũng sống ở Việt Nam mà. Tiền cổ tức chia về thì anh cũng lại là chia cho bà con Việt Nam xài thôi, đúng không ạ? Cảm ơn anh Sơn Liêm rất là nhiều. À, chào anh em UST, cảm ơn anh Sơn Liêm. À, Huỳnh Phương Nam, mình muốn có 1 tỷ đô, hê hê. À, tuyệt vời, cảm ơn anh Huỳnh Phương Nam, chúc mừng anh nhá. Một đại gia Cà Mau nhá. Quá tuyệt vời. Chúc mừng anh Huỳnh Phương Nam, chúc mừng gia đình, bà con dòng họ nhá. Một đại gia thực thụ của Cà Mau nhá. À, sở hữu hơn 100 triệu cổ phần UST nhá. À, cảm ơn Y Mùi. Có điên mới sở hữu. Có điên mới sở hữu cổ phần UST, cảm ơn Y Mùi nhá. À, Gương Hoàng, em chào anh Lai nhé, chia sẻ rất năng lượng ạ. À, cảm ơn Gương Hoàng, cảm ơn tất cả các anh chị em của chú mình. Mọi người cứ thử nghĩ xem, có vui không? Vui chứ, rất là chả có lý do gì là không vui cả. Trong mơ em Lai chưa bao giờ ước mơ mình có được một tí cổ phần của cái công ty nào ở Việt Nam. Hơn 40 tuổi chưa bao giờ em ước mơ, chưa bao giờ dám ước mơ mình có một tí cái cổ phần nào ở Việt Nam cả. Có ai nói cho đâu mà biết.
Có ai nói là mình sở hữu cổ phần cổ phiếu thì mình được chia cổ tức đâu mà biết. Cả cuộc đời không bao giờ dám ước mơ mình có tài sản triệu đô. 40 tuổi hơn rồi, làm một năm được bao nhiêu tiền mà dám ước mơ mình có tài sản 1 triệu đô. 1 triệu đô 25 tỷ. Giả sử ai đó giỏi đi, một năm kiếm được tỷ thì phải mất 25 năm thì mới kiếm được 25 tỷ. Được chưa? Thế mà năm nay em 40 rồi mà làm 25 năm năm nữa mới kiếm được 25 tỷ thì lúc ấy bao nhiêu tuổi? 60 mấy tuổi, 70 tuổi thì cần nhiều tiền để làm cái gì? 60 mấy, 70 tuổi thì ngày giỏi lắm mới ăn được 3 chén cơm, mấy cái rau với lại hai quả cà, thế là hết rồi. Chứ lúc ý sức thì không còn, thì chơi cái gì, bời cái gì, xe thì không dám đi nhanh, mắt thì kém là còn đi đâu, chân thì yếu thì du lịch cái gì, có đúng không ạ? Cho nên là giàu là phải giàu luôn ngày hôm nay, giàu luôn, chính vì thế cho nên là phải bán ô tô, bán đất để đầu tư cổ phần là vì thế. Được chưa? Mình cần là giàu ngay bây giờ chứ không cần đến tận 40 năm nữa mới giàu, không cần. 90 tuổi rồi cần nhiều tỷ để làm con mẹ thì, nhưng vẫn có hay mọi người ạ. Mọi người thử nghĩ mà xem, bây giờ mà chúng ta có nhiều tiền á, đến lúc già rồi đúng không ạ? Đấy, gọi hàng xóm đến, trẻ con hàng xóm đến, thậm chí là trung tâm huyện người ta cũng đến, có tiền gọi khá là đến ngay. Vui lắm. Đấy, bỏ ra mấy cái bàn cờ ra giữa sân như đấy là chơi đi, chơi cờ đi. Cho nó vui đúng không? À, tích gì liếu thiếu gì cái để cho nó vui. Giờ mà không có nổi cổ phần UST mới là điên. Cảm ơn anh Nguyễn Truyền nha. Anh like quá tuyệt vời. Cảm ơn Trinh nha. Cảm ơn Trinh nha. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Nhiều tiền ở tuổi nào cũng khoái chứ em. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa nha. Tuyệt vời quá. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Đó. Chính vì thế em mong muốn cho nhiều người có nhiều tiền, nhiều người giàu thì em mới lên đây để làm cái kênh Loa Phường này. Loa Phường là phát là phường nào cũng có luôn, tổ nào, khu phố nào ở đâu cũng có phường hết, cho nên là phải phát và từng bụi rậm hết đấy, để cho người dân Việt Nam chúng ta nhiều người nắm giữ được cổ phần em mới vui đấy. Thậm chí là phát sang cả Pháp này, phát sang cả Đài Loan này, Hàn Quốc này, thậm chí là bên Mỹ như anh Liêm này, bên Dubai để phát đi toàn thế giới. Phải loa lên, đây cơ hội tốt này, cơ hội tốt này, vào làm giàu đi. Còn nếu không chúng ta bỏ mất đúng không? Chúng ta đánh đổi 3-40 năm để chúng ta lấy cái sổ hưu. Và đâu đó khoảng 60% người dân Việt Nam chúng ta không có sổ hưu. Đấy nó mới nhục. Đấy mới là cái nhục. Không có sổ hưu thì hy vọng vào cái gì? Hy vọng vào con mình nó giàu nó cho tiền à? Hy vọng vào tiền trúng số à? Hy vọng vào trúng lô trúng đề à? Hy vọng vào đất lên giá để bán bớt đi để ăn à? Hy vọng vào cái gì? Cho nên là hãy chịu khổ thêm một tí đi. Được chưa? Khổ nhiều năm rồi, nhiều đời rồi, khổ thêm một tí nữa thôi. Sở hữu lên một ít cổ phần. Được chưa? Mọi người cứ thử có một tí cổ phần mà xem, thấy sung sướng lắm. Ăn rau thấy ngon lắm. Đói mà cũng thấy sung sướng, sung sức nữa mọi người ạ. Đấy, mà khó có tí cổ phần vào là đi đường là gặp mấy ông mà có tiền tỷ là không sợ đâu. Mọi người cứ thử nghĩ mà xem, bây giờ mọi người có 5 triệu cổ phần xem, đi gặp mấy cái ông mà có biệt thự chừng 5 tỷ, 10 tỷ này, cái ô tô khoảng 3 tỷ, 5 tỷ không sợ đâu, hết sợ rồi. Đúng không ạ? Ví dụ như giờ anh Trần Tám này, ví dụ giờ mà anh đi đâu là anh không sợ đâu. Được chưa? Bây giờ anh Trần Tám là đang có thể là nằm trong cái top là giàu nhất mấy tỉnh miền Tây luôn. Mọi người có tin không? Nào cả cái đất nước Việt Nam này được mấy người có tài sản tỷ đô? Chưa được 10 người. Cả đất nước Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam chúng ta chưa được 10 người có tài sản tỷ đô. Được chưa? Đấy, nhưng mà anh, ví dụ anh Trần Tám này, giờ anh có tài sản là có thể lên đến tỷ đô đấy. Đừng có đùa. Mọi người ạ, lên sàn cứ thử là lên sàn được khoảng 100 đô hay 150 đô xem, nhiều tiền lắm. Cho nên là chúng ta hãy may mắn biết đến cơ hội này, chúng ta hãy dám nghĩ và hãy dám làm. Dám hành động, dám mơ ước, dám làm. Được chưa? Kỳ cổ đông Cà Mau chúc mừng tỷ phú Loa Phường giàu nhất thành phố Rạch Giá. Cảm ơn anh Trần Tám. Cảm ơn Quang Anh, cảm ơn bạn Ngô Hải, chuẩn luôn. Cảm ơn Ngô Hải, cảm ơn Quang Anh, cảm ơn chị Hà Thảo. Đúng quá em Lai ơi, cảm ơn tất cả các anh chị em của chú mình. Có cổ phần vào mọi người đi ra ngoài đường mọi người tự tin lắm. Em khẳng định luôn, chỉ cần có 100-200 nghìn cổ phần thôi đã thấy cuộc đời mình nó sang trang khác. 100-200 nghìn cổ phần, tối ngồi nghĩ ngủ, nghĩ mà lên sàn 5 đô. Thế mình có 100 nghìn cổ phần là có 500 nghìn đô. Nếu mà đô 25 ấy, thì mình có là 52 là 10, 5 năm 25 là bao nhiêu? 12 tỷ 500 triệu. Đấy, xong bắt đầu nghĩ bụng bảo nếu mà lên sàn 10 đô ấy, thì mình lại có tận
25 tỷ. Còn còn ông Lai ông mới nói là nếu mà chia chia 10% ấy thì 25 tỷ, một năm chia được 2 tỷ rưỡi đấy. Thế là lại nghĩ đến cái chỗ ấy, là bắt đầu ăn cơm lại thấy ngon, lại ngủ lại thấy ngon, mà cảm thấy nó sung sướng cuộc đời lắm mọi người ạ. Đấy, em nói khẳng định với mọi người luôn đấy, mọi người thử nghĩ xem em nói đúng không nhá. Nguyễn Thường, chị chào em Lai, tỷ phú ST, cảm ơn chị Nguyễn Thường, cảm ơn tất cả các anh chị em của chú mình. À, anh Lai nói thật tuyệt vời, cảm ơn Lê Thắm. Em Lai còn nghĩ thế này mọi người, em bán ô tô đi nhá, mà trước khi bán em còn phải xin lỗi cái ô tô của mình. Trước khi bán em còn phải làm live stream trực tiếp, mọi người không tin mọi người lốt lại lịch sử cái Facebook của em mà xem. Trước khi bán là em còn phải xin lỗi cái ô tô của mình. Ô tô nó giống như là dân đàn ông gọi ô tô là vợ hai đúng không ạ? Bán vợ hai đi để đầu tư cổ phần. Trước khi bán ô tô em còn phải xin lỗi cái ô tô của mình. Mặc dù mình mua nó là mình rất là thích, rất là cưng, rất là yêu, và mua không với nhằm mục đích bán. Nhưng giữa một cái tốt và một cái siêu tốt, giữa một cái là giải quyết cái vấn đề trước mắt và một cái giải quyết một cái vấn đề là 3-4 đời sau. Buồn thì buồn vẫn phải bán chứ. Buồn thì buồn vẫn phải bán. Thích thì thích vẫn phải bán. Được chưa? Vì mình biết được câu chuyện là mình có 1 triệu cổ phần trong tay, mình có tài sản nó khổng lồ như thế nào. Xin thưa với mọi người, 25 tỷ mọi người kiếm bao giờ cho ra? Nếu mà làm công nhân viên chức ở cái đất nước Việt Nam này, mọi người cứ thử xem, 5 ông đi làm xem nào. Mỗi ông đi làm 40 năm, 5 ông là 4 năm 20 là 200 năm thì các ông mới may ra mới có được 25 tỷ. Năm ông đi làm hết cuộc đời, mỗi đời làm 40 năm, làm 5 kiếp thì mới may ra mới có được 25 tỷ. Chưa chắc đã có được 25 tỷ. Được chưa? Đấy em lấy ví dụ nhá, một nhà tôi không kể câu chuyện ý nó lâu lắm. Em cứ lấy trung bình là ai làm lương bao nhiêu thì em không quan tâm, nhưng cứ một năm tiết kiệm được 120. Đấy, lương bao nhiêu em không quan tâm, một năm tiết kiệm là 120, 12 tháng mỗi tháng tiết kiệm được 10 triệu, một năm 120, 10 năm tỷ 2, 20 năm 2 tỷ 4, 40 năm 4 tỷ 8. Đấy em cộng thêm cho tí nữa 200 nữa cho nó thành 5 tỷ cho nó dễ nhớ. Được chưa? Đấy, được chưa? 40 năm thì được 4 tỷ 8. Em cộng thêm cho 200 cho nó làm tròn cho nó 5 tỷ cho nó tròn số cho nó dễ cộng. Thế có phải là cả cuộc đời đi làm 40 năm thì mới có được 5 tỷ. Vậy thì muốn có được 25 tỷ thì cần có 5 ông đi làm 40 năm, tức là 200 năm thì sẽ có được 25 tỷ. Vậy thì mình đang đi cái ô tô, bán cái ô tô đi, sở hữu 1 triệu cổ phần. Mình đi xe máy, người ta cười là chỉ những người thân người ta cười mình thôi. Những người biết mình, quen biết mình, người ta cười mình thôi. Chứ còn người lạ người ta cứ quan tâm cái chuyện mình đi cái gì đâu mà. Miễn là mình đừng có lưu manh trộm cắp là được. Có đúng không ạ? Và em có cổ phần ở trong người, em đi đâu em vui lắm mọi người ạ. Sung sướng lắm, em nhìn thấy cái biệt thự bình thường. Nhìn thấy người ta đi cái xe máy, xe 3, 4, 5, 7 tỷ, thấy nó bình thường lắm mọi người. Bình thường lắm. Thấy người ta ở cái nhà biệt thự 7, 8 tỷ, 10 tỷ, thấy cũng bình thường luôn. Cực kỳ bình thường. Tại sao thế ạ? Tại vì mình biết mình có khối tài sản rất là lớn. Đấy, và khối tài sản đấy á, có kế hoạch hết mọi người, có kế hoạch hết. Có kế hoạch cho nhiều đời đằng sau nữa, cho tất cả những người xung quanh mình nữa, và cả những người nghèo khó ở ngoài kia nữa. Và em mong muốn là có nhiều người giống em Lai, nhiều người giống anh Tám, nhiều người giống tất cả anh chị em của chú mình ở đây. Chúng ta giàu lên, đúng không ạ? Khi chúng ta giàu lên thì chúng ta mới có cái để mà san sẻ cho người thân anh em bạn bè chứ, cho bà con dòng họ chứ, cho những người xa lạ ở ngoài kia chứ. Chứ còn nếu mà khó khăn muốn cho, muốn giúp lấy cái gì mà giúp, muốn cho lấy cái gì mà cho. Đúng không ạ? Đây là cơ hội để chúng ta nghiêm túc đấy, đây là cơ hội để chúng ta làm giàu đấy. Siêu giàu đấy. Được chưa? Cảm ơn Bích Lưu, cảm ơn Sang Lê, xin chào anh Lai, cảm ơn Sang Lê, vô cùng ngưỡng mộ bạn. Cảm ơn bạn Y Mùi, cảm ơn Vương Hoa, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Hy vọng rằng anh chị em cô chú mình sẽ không bao giờ trong cuộc đời mình phải ân hận là ngày xưa tôi cố gắng thêm một tí. Nếu như lúc này còn lo lắng thì hãy giải quyết cái lo lắng ngay lúc này. Còn sợ hãi, hãy giải quyết cái sợ hãi ngay lúc này. Chưa quyết tâm thì hãy quyết tâm ngay lúc này.
Chưa nghiêm túc thì hãy nghiêm túc ngay lúc này. Được chưa? Chưa cố gắng thì hãy cố gắng ngay lúc này. Đừng để đến lúc cơ hội qua rồi. Giá mà cơ hội nó qua rồi, xin thưa với mọi người, tiếc lắm. Ví dụ tập đoàn nghỉ huy động vốn, được chưa? Mai mốt lên sàn 3 đô, 5 đô. Mình muốn có được 100.000 cổ phần, mình phải bỏ ra 300.000 đô. Lấy đâu ra 7 tỷ mà mua? Lên sàn 5 đô, mình muốn có được 100.000 cổ phần. Lấy đâu ra 500.000 đô để mua? Lấy đâu ra 12 tỷ, 1 tỷ rưỡi để mua? Đấy là em đang tính ở những con số nhỏ đấy. Đang tính ở con số nhỏ đấy. 5 đô, 10 đô, 100.000, 200.000 cổ phần đấy. Chứ nếu mà lên sàn mà nó lại 35, 40 đô, 70 đô thì xin thưa với mọi người lúc ý úp mặt vào cái gì, tiếc cái gì, khóc cái gì, ân hận cái gì. Làm thì phải làm ngay ngày hôm nay, còn đợi cái gì nữa, không đúng không ạ? Đấy, em làm hay nói thẳng, mà cái câu nói thẳng nói thật thì đúng là nó hơi khó nghe. Rất khó nghe, nhưng mà vẫn phải nói. Đấy, phải nói luôn, cố thì cố ngay ngày hôm nay đi. Khổ 3-4 đời rồi, thì giờ khổ thêm một tí nữa đi. Thắt lưng buộc bụng đi, được chưa? Tết này tiêu pha, tiết kiệm hết sức có thể. Đấy, để làm cái gì? Để sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Đấy, vàng á, vàng không ăn thua đâu, xin thưa với mọi người nhá. Em cứ giả sử như mọi người có cây vàng đi. Nào, mọi người muốn có tiền phải bán vàng ra để lấy tiền để ăn, để tiêu. Một cây vàng trong vòng 10 năm nó tăng giá được bao nhiêu? Ví dụ hôm nay là một cây vàng 70 triệu đi, 10 năm nữa nó có được là 140 triệu không? Đúng không ạ? Rồi kể cả đất bất động sản luôn, mọi người mua lô đất 1 tỷ đi, 10 năm nữa nó có thành 10 tỷ không? Được chưa? Nhưng mà cổ phần UST này mọi người nắm chắc phần thắng ngay từ ban đầu rồi. Đấy, đúng không ạ? Có triệu cổ phần là biết mình có tài sản bé nhất là 1 triệu đô rồi. Còn cái gì sướng hơn nữa? Đúng không ạ? Mình còn phải cảm ơn không hết cơ. Cảm ơn tại sao? Ồ, cái cơ hội tốt như thế này, 8 năm nay mà giờ này tôi chưa biết, giờ này tôi mới được biết. Phải cảm ơn cái người nào mà chia sẻ cho mình á. Đấy, và không phải cảm ơn có một lần đâu, cảm ơn cả đời mình. Đến lúc già 90 tuổi, 100 tuổi là chuẩn bị hy sinh rồi, là phải dặn con dặn cháu mình á. Cảm ơn, đấy, tao mà hy sinh rồi là con cháu chúng mày là mai mốt còn phải thờ người ta, cúng người ta chứ không phải đến mà cảm ơn người ta. Vì người ta cho mình cơ hội tốt, người ta bảo mình may mắn mới biết được. Được chưa? Đấy, được. Em là em nghĩ như vậy đấy mọi người. Còn mọi người nghĩ thế hay không thì em không biết. À, Nguyễn Huy Đức dành ít phút xem lại chim tỷ phú UST chia sẻ nhiệt huyết năng lượng. Cảm ơn anh Nguyễn Thường. À, cảm ơn chị Mờ Nước Thị A Lai. Em thì em vui lắm. Người nào hiểu á thì mới vui. Hiểu được cái lợi ích chúng ta nắm giữ cổ phần IPO trước IPO. Hiểu được thì mới vui. Chứ còn không hiểu theo cái kiểu đầu tư, theo kiểu được thì được, không được thì thôi á. Theo cái kiểu là thôi tôi ném vào đây 500 đô, tôi ném vào đây 1-2-3 nghìn đô, được thì được, không được thì thôi. Giống như kiểu đánh lô, đánh đề, giống như kiểu chơi trận đá banh ấy, may rủi ấy, thì không thấy vui đâu. Chúng ta cần phải tìm hiểu thông tin về tập đoàn, chúng ta phải xem tập đoàn này sản xuất được cái gì. Ô tô thì ô tô gì, có đẹp hay không? Máy bay thì máy bay gì, có đẹp hay không? Tàu thì tàu gì, có đẹp hay không? Thi công có nhanh không, chất lượng có tốt không? Đấy, đầu máy của tàu bảo hành 25 năm. Đường dây của tàu bảo hành 100 năm. Đơn giá thi công trung bình khoảng từ 3 đến 10 triệu đô một km. Xong bắt đầu mang ra so sánh với công nghệ của Nhật. Nhật bao nhiêu tiền một km? Đấy, Trung Quốc bao nhiêu tiền một km? Thi công bao nhiêu lâu thì xong? Đấy, mình mang ra so sánh mới biết được chứ. Việt Nam chúng ta thi công bao nhiêu lâu thì xong một km? Đơn giá bao nhiêu tiền một km? Rồi chi phí mà bao giờ thu hồi vốn, bao nhiêu năm thì thu hồi vốn? Đấy, chúng ta phải lên tìm hiểu thông tin. Đấy, và em lại chia sẻ cho mọi người biết nhá. Ông chủ tịch Anatoly, ông dự kiến á, là trong thế kỷ 21 này tập đoàn sẽ thi công khoảng 20 triệu km giao thông UST. 20 triệu km giao thông UST. Em tạm tính cho mọi người với cái đơn giá 10 triệu đô một km thì nó ra một con số khoảng 200.000 tỷ đô. Đấy, đấy, em tính thử cho mọi người xem, cho mọi người biết. Đấy, không đến lúc lại bảo là... Đây, 20 triệu. Ôi trời ơi, nhiều tiền lắm mọi người ạ. Đừng có lo thiếu tiền. Nhân 10 triệu bằng 200.000 tỷ đô này mọi người ạ. Đấy, không biết là mọi người nhìn thấy hay không. Nhưng mà đấy mọi người ạ, trong thế kỷ 21 là tập đoàn dự kiến thi công là 20 triệu km giao thông UST.
Đấy, và em nhân thử thì em thấy là nó khoảng 200.000 tỷ đô riêng là giao thông nhá, em chưa tính là một vi sinh nhá, chưa tính là máy bay nhá, chưa tính là kính chân không nhá, chưa tính là motor điện nhá, chưa tính cầu cảng biển nhá, chưa tính là công nghệ xây dựng các thành phố tuyến tính nhá, chưa tính công nghệ là space way vũ trụ. Nhiều tiền lắm mọi người ạ. Đấy, em chỉ sợ mọi người mai mốt mọi người giàu quá rồi mọi người sướng quá cũng nguy hiểm đấy mọi người ạ. Chỉ sợ mọi người nhiều tiền quá thôi. Đấy, cho nên là mọi người hãy cố gắng tập trung nghiêm túc cho em một năm nay thôi. Mà chưa chắc được một năm, năm nay là phải nghiêm túc từng tuần một, từng ngày một. Nghiêm túc từng ngày một. Nếu như cái số lượng cổ phần của mình nó còn ít, mình phải là làm sao đó để có nhiều cổ phần là thứ nhất. Thứ hai là phải nói với bà con dòng họ, anh em bạn bè, người thân của mình. Và thứ ba đó là làm livestream để nói với những người xa lạ, để giúp họ, giúp họ biết đến cơ hội này, hiểu cái cơ hội này để họ nắm giữ cổ phần, để cho họ giàu lên. Gieo phước, gieo nhân gặt quả. Gieo phước gieo đức, gieo nhân gặt quả. Được chưa? Xin chào tỷ phú Loa Phường cùng toàn thể các anh chị em OST nhé. Cảm ơn Ngân Giang, cảm ơn Tú Trương, cảm ơn anh Nguyễn Thành, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Đó. Rất là vui mọi người, em like rất là vui. 2 năm nay, gần 2 năm thôi chứ chưa được 2 năm. Em vẫn luôn luôn thấy cảm thấy tiếc nối là tại sao mình không được biết từ năm 2016-17. Nó về Việt Nam mình từ năm 2016-17 mà mình biết được từ ngày đấy thì giờ này mình cũng được khối cổ phần rồi, giúp đỡ được khối người rồi. Nhưng mà thôi, cái gì nó gọi là đủ nắng thì hoa mới nở, đúng không ạ? Châu chậm uống nước đục, mình biết đằng sau nhưng mà còn may còn biết. May còn biết mọi người. Nếu như không biết đến thì thôi, cuộc đời này coi như bỏ. Chả bao giờ dám ước mơ mình có tài sản triệu đâu cả. Chả bao giờ dám ước mơ tự do tài chính cả. Mà khi không có tự do tài chính rồi thì có dám ước mơ là tự do thời gian không? Không có tiền rồi thì có dám ước mơ là tự do thời gian không? Tự do thời gian là ngồi nhà chơi á, chơi thì lấy cái gì mà ăn? Phải ít nhất phải có tự do tài chính. Thế thì mới dám nghĩ đến câu chuyện là tự do thời gian. Mình phải có tiền. Ví dụ đi chơi một tuần, một tháng gì mà mình không chết đói à, thì mới dám đi chơi được chứ. Có đúng không ạ? Đấy. Cho nên là em nhìn thấy câu chuyện đó là của số đông người dân Việt Nam chúng ta. Số đông người dân Việt Nam chúng ta là không dám ước mơ mình có tiền tỷ đâu. 3 tỷ, 5 tỷ là có những người làm cả đời không dám ước mơ đâu mọi người ạ. Chứ đừng nói câu chuyện là ước mơ có tài sản triệu đô. Đấy, và em nói thì hay nói thẳng, nói thật. Đi làm công nhân viên chức nhà nước đúng không? 3-40 năm đúng không? Được khoảng 5 tỷ đúng không? Vậy tại sao không làm lấy 200.000 cổ phần? Nếu như chúng ta không phải là công nhân viên chức, chúng ta đang là công nhân, chúng ta đang là nông dân, chúng ta đang là công nhân viên ở một cái tổ chức nào đó, hay chúng ta đang là những người lao động phổ thông, lao động tự do, hãy sở hữu cho mình là 200.000 cổ phần. Để làm cái gì? Để mình có tài sản, mình có nguồn thu nhập thụ động. Mai mốt chúng ta sống, chúng ta thấy có tiền nó sống nó thoải mái hơn đúng không ạ? Nuôi con, nuôi cháu, các thứ yên tâm về 3-4 đời cho yên tâm à? Sướng à? Mừng lắm chứ. Mừng mà em nói nghiêm túc với mọi người á, mừng cực kỳ luôn. Có những người có cổ phần với tên này bây giờ người ta yên tâm rồi, yên tâm 3-4 đời rồi. Em Lai là yên tâm 3-4 đời rồi đấy. Cô Phan Lịch yên tâm 3-4 đời. Anh Nguyễn Thành yên tâm 3-4 đời. Khối người ở trong OST này yên tâm 3-4 đời. Hàng trăm nghìn người người ta yên tâm 3-4 đời. Yên tâm rồi đấy mọi người ạ. Có rất nhiều người người ta lo sợ, nhưng những người mà đầu tư vào đây là giờ người ta nắm bắt thông tin được là người ta yên tâm rồi. Đấy. Cho nên là anh chị em cô chú mình á, ai mà chưa có cổ phần ấy, là hãy dành thời gian ra tìm hiểu đi. Lo lắng thì phải giải quyết cái lo lắng đó. Những cái câu hỏi nào mà chúng ta cảm thấy là không hài lòng thì phải tìm người nào đó trả lời cho chúng ta một cách hài lòng. Được chưa? Còn nếu tất cả những ai đó trả lời chưa hài lòng mà chúng ta vẫn nghi ngờ, đừng tiếc tiền đi sang Dubai, đừng tiếc tiền đi sang Belarus, sang tận nơi, vào tận trong phân xưởng nhà máy, vào tận trong công trình, gặp tận ông chủ tịch Anatoly để xác minh. Vì chúng ta đã muốn kiếm tiền tỷ thì chúng ta phải nghiêm túc. Chúng ta muốn có nhiều tỷ thì chúng ta càng cần phải nghiêm túc. Đúng không ạ? Phải nghiêm túc chứ. Kiếm nhiều tiền chứ đâu có phải là kiếm 100.000-200.000 hay là 1-2 triệu đâu mà không nghiêm túc. Cơ hội làm giàu là làm giàu nhiều đời, là phải nghiêm túc. Đấy. Chúc mừng cho tất cả các anh chị em cô chú mình là những người may mắn.
nắm bắt được cơ hội này. Và em Lai cũng là cực kỳ may mắn luôn. Em Lai là cái người mà không phải là dễ đâu, không phải dễ mà tin ai đâu. Không dễ tin ai đâu. Vì ở Việt Nam là em nhìn thấy ở Việt Nam chúng ta là người Việt Nam chúng ta rất là giỏi, rất là khôn và đặc biệt thì là rất là mưu mô xảo quyệt. Ông bán cà phê thì trộn pin, ông vá xe thì giải đinh, được chưa? Ông bán nước tương, nước cà thì trộn linh ta linh tinh. Ông bán quán phở thì mua thịt lợn chết của Trung Quốc từ cách đây 40 năm, được chưa? Ông bán mỹ phẩm thì trộn mỹ phẩm đều, được chưa? Ông dạy các kiểu thì dạy đều luôn, thầy giả bằng giả luôn. Đấy, bằng đại học, bằng cao đẳng, bằng sư phạm, kính thưa các loại bằng giả luôn. Thầy giáo giả luôn, học sinh giả luôn, học thuê, học hộ luôn, kính thưa các kiểu. Toàn đồ giả, đồ dởm, toàn lừa nhau. Cho nên là không dễ tin đâu mọi người. Kể cả câu chuyện lên TV cũng là không tin được đâu. Satan có lên TV không? Lên. Đấy, lên. À, các cá mập hoành tráng không? Hoành tráng. Đấy, đẹp không? Đẹp, com lê, cà là vạt, hoành tráng, thơm phức. Đấy, ông nọ bà kia hoành tráng lắm. Đấy, cuối cùng đấy, ôm tiền của nhà đầu tư biến mất đấy. Toàn lừa đảo không đấy. Cho nên là em biết mà, ở đất nước Việt Nam chúng ta là mọi người để ý xem em nói có đúng hay không. Lừa đảo, chỗ nào cũng có lừa đảo. Đấy, động cái là lừa đảo. Thế mà có những người còn bị lừa đến 4-5 lần, cái chục lần trong đời. Đấy, cho nên là chúng ta cũng phải là hết sức cảnh giác. À, em Lai hay nói thẳng, nói thật, mà nói thẳng, nói thật thì hay bị ghét mọi người ạ. À, cảm ơn Vũ Quốc Hương. Cảm ơn Hà Thảo, cảm ơn Phương Leo, chào em Lai tỷ phú. Cảm ơn anh Phương Leo, không biết anh hay chị đấy, cho nên là bây giờ mọi người thông cảm cho em Lai. À, tối hôm nay ở nhà xóm nhà em Lai thì có một người ta đang hát, cho nên là thỉnh thoảng có tiếng nhạc vào. À, nhiều lúc là đang live stream mà có tiếng nhạc vào nó bị lạc cái suy nghĩ ở trong đầu ấy mọi người. Cho nên là mọi người thông cảm cho em Lai. À, nhưng mà em rất là vui mà em sẽ tập trung. À, còn ngày nào cuối cùng của UST này á mọi người ạ, còn ngày nào cuối cùng, đây là giai đoạn cuối cùng rồi mà, còn những ngày cuối cùng này em Lai sẽ trân trọng từng ngày, từng giờ, từng phút, để thứ nhất là để mà mình sở hữu thêm cổ phần, thứ hai là để làm thật nhiều những video live stream chia sẻ cho cộng đồng người dân Việt Nam chúng ta hiểu về cái cơ hội này. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta đầu tư, chúng ta sẽ tự tin, chúng ta sẽ không lo mất tiền nữa. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta cũng sẽ nói cho những người thân xung quanh của chúng ta hiểu được, để cho họ nắm bắt cơ hội này, đúng không ạ? Số đông người dân Việt Nam chúng ta là không có sổ hưu đâu, không nhìn thấy tương lai, nó mù mịt lắm mọi người, mù mịt cực kỳ luôn. Kể cả là học đại học, kể cả là học cao học, kể cả là đi du học về Việt Nam, làm một tháng được bao nhiêu tiền, nhìn cái tương lai 3 năm, 5 năm nó rất mờ mịt. Em chưa dám nói cái tương lai là 30 năm, 50 năm. Nhưng vào UST này em đã có được nhìn được, có cái tầm nhìn là từ 30 năm cho đến 50 năm, cho đến 70 năm, thậm chí là 150 năm. Vào UST này em mới dám có cái mơ ước đó mà. Mới dám mơ ước cái chuyện đó vì mình đã có kế hoạch của trong người hết rồi. Mình đã có sự chuẩn bị hết rồi mọi người. Đó. Chứ còn nếu mà cứ kiểu là làm đầu tháng, cuối tháng ấy, ngồi chờ tăng lương với ngồi chờ lên chức với lại ngồi chờ bao nhiêu năm thì được nghỉ hưu thì lâu lắm. Tại sao chúng ta không làm khác người ta đi, suy nghĩ khác đi, đúng không? Hành động khác đi thì kết quả nó sẽ khác. Mình thấy người nào tài giỏi thì mình học người tài giỏi mà làm theo. Đấy, em là em thích nhất là Warren Buffett. Đấy, một tỷ phú người Mỹ đầu tư cổ phần doanh nghiệp lúc 11 tuổi với 100 đô la Mỹ khởi nghiệp năm 1941. Và năm nay ông ấy 93, 94 tuổi rồi, tổng tài sản của ông khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Vậy có đáng để học không? Học, đáng chứ. anh Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ cà phê Trung Nguyên, khởi nghiệp với vài triệu tiền lẻ, xe máy thì đi mượn, bây giờ cũng tài sản khổng lồ rồi, đúng không ạ? Những con người như thế mà không học thì chúng ta học ai? Những con người giỏi như thế không học thì học ai? Anh Đặng Lê Nguyên Vũ anh nói một câu mà em rất là thích. Nếu như chúng ta đặt mục tiêu thoát nghèo thì cái nghèo nó còn theo chúng ta mãi. Nó còn theo chúng ta mãi. Nhưng nếu chúng ta đặt mục tiêu là làm giàu thì cái nghèo tự khắc nó biến mất, lúc nào không hay biết. Vậy em mới bán đất, vậy em mới bán xe chứ, đúng chưa? Bán đi, đầu tư cổ phần.
có ngay 1 triệu cổ phần là thành triệu phú đô la rồi, vào ngay nhóm 1% giàu có nhất thế giới rồi. Ôm cái xe để làm gì? Đi cho nó oai à? Một năm kiếm được bao nhiêu tiền? Nào em hỏi mọi người, đi ô tô một năm kiếm được bao nhiêu tiền? Hay là bóp lưng, bóp bụng, bóp ăn ra để mà đổ xăng cho nó, để mà bảo dưỡng, để mà thay đồ linh ta linh tinh, để mà rửa xe, để mà trả tiền gửi, còn trăm thứ tiền để chi phí với một cái ô tô tiêu sản này, chứ đâu phải đơn giản. Đúng không ạ? Nhưng có cổ phần này thì sướng chưa? Sướng lắm mọi người, cực kỳ sướng luôn. Đúng rồi anh, cảm ơn Trần Văn Tạo, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn Quang Thục, anh chia sẻ rất thực tế, cảm ơn Quang Thục. Vâng, chào anh Trung Lai, cảm ơn Chiếu Đêm, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn tất cả các anh chị em, cô chú mình đã vào nghe livestream của em Lai. Niềm vui ấy, thì nó thực tế nó rất là vui, nhưng mà em Lai cũng rất là tiếc cho rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta biết đến UST nhưng mà họ lại gì ạ? Họ lại e ngại, họ lại lo sợ, họ lại lo lắng. Đấy, và cũng có rất nhiều người thì bị người thân trong gia đình ngăn cản. Đấy, cho nên là quả thật là đáng tiếc. Chỉ biết chúc mừng cho tất cả các anh chị em cô chú mình là những người dám nghĩ, dám làm. Đấy, dám hành động, em Lai cũng vậy. Đấy, bây giờ thì chắc em Lai xin phép được xuống cái livestream này ở đây đây. Tại vì cái tiếng nhạc các bạn thông cảm em Lai. Tiếng nhạc bên người ta có đám á, người ta hát, thế là đâm mình đang livestream mà tự nhiên có nhạc cái là ở trong đầu nó lung tung bung, không biết được nào mà chia sẻ nữa. Cảm ơn Phong Lan, rất thích nghe bạn Lai chia sẻ. Cảm ơn Phong Lan, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình đã vào nghe livestream của em Lai. Chúc cho tất cả các anh chị em cô chú nào mà chưa có cổ phần thì hãy nhanh chóng có ngay cho ngày mai hoặc ngày mốt, để chúng ta được hưởng cái gói Happy New Year, chúng ta tận dụng được cái gói Happy New Year để chúng ta giàu có. Và chúc cho tất cả những anh chị em cô chú nào mà mình đã có cổ phần rồi thì chúng ta gia tăng cổ phần. Và chúng ta có một lần nghiêm túc trong đời, một lần duy nhất trong đời làm việc một cách tập trung. Một lần duy nhất trong đời thôi chúng ta làm việc một cách tập trung. Được chưa? Đấy, em xin chúc mừng, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình đã vào nghe livestream của em Lai. Chúc cho tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Và không bao giờ phải nghĩ đến câu chuyện là ân hận vì mình góp vốn vào đây. Đã sở hữu được càng nhiều cổ phần càng tốt. Tạm biệt ạ, cảm ơn tất cả nhà mình ạ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.